Tôi tên là Trương Dĩa, nhà tại thành phố Thiên Tân, năm nay 24 tuổi. Vào năm 19 tuổi, tôi bị bệnh nặng. Mới đầu, hai chân mất cảm giác, đi đứng khó khăn. Tối đó, bệnh tình phát nặng, xương hông, xương khớp đau không chịu nổi, hai chân không thể cử động. Hễ bóp nhẹ vào là đau đến toàn thân co rúm. Bác sĩ khám xong nói, bệnh này cực kỳ hiếm thấy, vô phương phán đoán, chỉ có thể tạm gọi là viêm đơ cứng cột sống. Bệnh này không thể trị, chỉ có về nhà nghỉ dưỡng thôi. Về đến nhà, suốt ngày tôi cứ nằm dài trên giường. Buổi tối cơn đau càng kịch liệt, chẳng cách chi chợp mắt. Ba má tôi ban ngày thì đi khắp nơi cầu thầy chẩn trị, ban đêm thì chứng kiến cảnh tôi đau đớn rên la, lòng đau như cắt, cũng không ngủ được. Mới mấy ngày mà cha mẹ của tôi thân thể đã tiều tụy vỏ vàng, già đi rất nhiều. Mẹ tôi có một người bạn đồng nghiệp họ Dương, thời trẻ thường nghiên cứu Phật học, hiểu sâu ngữ lý. Ông Dương quy y dưới trướng của Hòa Thượng Diệu Pháp ở Ngũ Đại Sơn, xuyên tu dưới Định Huệ, Hoằng Pháp Độ Nhân. Trong tình huống tôi bị bệnh hết cách chữa như thế này, nghe Dương cư sĩ nói, Hòa Thượng Diệu Pháp hiểu rất sâu về nhân quả. Hễ ai bị bệnh nan y khó chữa mà đến nhờ ngài thì đều thoát khỏi cơn bệnh lâu năm dày vò, thấy đều không trị mà được lành và hồi phục giống như chết đi sống lại. Cha mẹ tôi nghe vậy càng thêm đôn đóng, vội tìm đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp thử xem sao. Khi ông bà kể cho ngài nghe bệnh trạng của tôi xong, Hòa Thượng hỏi, có phải con trai hai vị rất ưa ăn thịt ếch không? Dạ phải, nó rất ưa món ếch xào ớt, mỗi tuần nó ăn 2-3 lần. Hòa Thượng lại bảo, hiện giờ hai chân cháu có hình dạng như chữ cung phải không? Vừa nói, ngài dùng tay phát họa diễn tả. Dạ, dạ phải, hai chân nó có hình dạng giống y như vậy. Các vị xem, hình dáng đó có giống như chân ếch không? Thấy ba mẹ tôi ngơ ngác, ngài phán, cháu bị bệnh này là do ăn quá nhiều ếch mà chiêu nên. Đây chính là nhà Phật thường nói là nhân quả báo ứng. Sau đó, ngài giảng dạy Phật lý, nói rõ về nhân quả báo ứng và nêu lên những bằng chứng có thực. Hơn nữa, Hòa Thượng đích thân từ đến nhà xem cho tôi. Đầu tiên, ngài cổ vũ tôi nên kiên cường đối diện với bệnh tật. Tiếp đến, lại bảo tôi phải làm đúng như lời ngài dạy thì chắc chắn sẽ hết bệnh. Hòa Thượng khai thị lý nhân quả báo ứng, giải thích sự luân hồi trong sáu nẻo, khiến tôi vô cùng cảm động và có cảm giác như mình đi trong đêm đen bỗng được đèn soi sáng. Tôi cảm thấy chỉ có ngài mới cứu được mình. Hòa Thượng vừa giảng pháp vừa dùng tay thoa chà chân tôi. Thấy thế, mẹ tôi cuống quýt ngăn cản. Dạ, xin đừng làm vậy, vì hễ chạm đến một chút là nó đau đớn, co rúm run rẩy toàn thân. Hòa Thượng cười cười, bảo tôi. Vậy ta có nên xoa bóp cho con nữa không? Tôi vốn rất sợ người chạm đến mình, nhưng do đối với Hòa Thượng có niềm tin rất sâu, nên tôi đồng ý. Lúc hai tay Hòa Thượng tiếp xúc với hai bàn chân tôi, không những tôi chẳng mảy may đau mà còn cảm thấy nóng ấm, thư giãn, hết sức dễ chịu. Hồi nãy, tôi và song thân cứ thắt thởm lo âu, bây giờ thì an tâm rồi. Tôi cảm kích đến lệ tuôn ràn rụa. Nếu như hai chân tôi có thể hồi phục mạnh khỏe, thì đây chính là niềm hạnh phúc và may mắn nhất đời. Trong lòng tôi tràn đầy niềm kính phục Hòa Thượng. Một lần nữa, ngài đã nhen nhóm cho tôi niềm lạc quan, vui sống. Hòa Thượng còn dặn tôi, nhất định từ nay không nên ăn ếch nữa, cũng không được sát hại loài vật để ăn. Nếu có thể, thì nên ăn chay để giúp cho thân mau hồi phục. Ngài giải thích, tội lớn đầy trời, sám hối liền tiêu. Chỉ cần tôi thật lòng ăn năn phát lộ sám hối những nghiệp ác đã tạo, mỗi ngày chịu khó vì bao sinh linh tôi hại chết đó mà thành tâm niệm Phật cầu siêu cho nó,
thì hai chân tôi có thể dần dần hồi phục lại. Tôi tuân theo lời ngài, bắt đầu ăn chay niệm Phật. Cha mẹ tôi cũng đồng niệm Phật hỗ trợ, cầu cho tôi sớm mạnh khỏe. Như thế, bệnh tôi dần chuyển tốt, bạn bè đến thăm, thấy tôi thân thể quá suy yếu, ai cũng khuyên tôi nên ăn thịt cá cho có chất bổ dưỡng. Cha mẹ tôi cũng nóng ruột, đồng bảo tôi nên đợi thân thể khỏe hẳn rồi, hẳn ăn chay. Do niềm tin không kiên cố, tôi bị một người thuyết phục, thế là quay lại ăn cá thịt. Về sau này khi tụng kinh Địa Tạng, tôi mới biết mình thuộc loại người vừa mới phát thiện tâm, trong chốc lát đã vội thối thức. Từ sau khi tôi ăn mặn lại rồi, thì hai chân bắt đầu đau kịch liệt trở lại, dù tôi có chích, uống thuốc gì cũng đều vô hiệu. Lúc này, cha mẹ tôi mới cuống quýt đi tìm Hòa Thượng Diệu Pháp. Nhưng Dương cư sĩ nói, Hòa Thượng đã đi Nam Phương Tự giảng Pháp. Trải qua bao trắc trở, vất vả, cuối cùng, chúng tôi cũng liên lạc được với ngài. Qua điện thoại, Hòa Thượng nói, con lại ăn cá lương phải không? Lòng nóng như lửa đốt, mẹ tôi chen vào thưa. Dạ đúng vậy, cá lương có thể giúp bổ huyết tráng kiện thân thể đó ạ. Hòa Thượng thở dài nói, ôi chao, sao các vị không nhớ kỹ lời ta dặn? Ăn cá thịt chẳng ích chi cho thân thể, chỉ có hại và làm tăng thêm tội, khiến bệnh tình trở nặng mà thôi. Thật là nghiệp cũ chưa trừ lại gây thêm nghiệp mới. Lần trước ta đã chỉ các vị cách điều dưỡng rồi. Nếu như có thể kiên trì ăn chay, niệm Phật và thành tâm sám hối, phát thệ dứt ác, thì bệnh sẽ chuyển tốt, tuyệt không thể có hiện tượng xấu như bây giờ. Nghe xong, cả nhà đều hối hận. Chúng tôi bày tỏ lòng ăn năn và tha thiết hứa lần này nhất định vâng theo lời Hòa Thượng. Sau đó, cùng thỉnh cầu ngài dạy cho cách cứu vãn. Hòa Thượng bảo tôi phải tụng kinh Địa Tạng và chú Đại Bi, phải thực lòng thành tâm ăn năn sám hối, như thế mới dần dần tiêu trừ nghiệp chướng. Hòa Thượng buộc tôi mỗi ngày phải siêng năng tụng niệm, hồi hướng công đức trì chú cho chúng sanh khắp pháp giới, như vậy hiệu quả mới tốt. Từ đó tôi mới thực sự bắt đầu học hỏi và tu tập Phật Pháp, ngày ngày khẩn thiết tụng kinh Địa Tạng và chú Đại Bi. Có nhiều chữ tôi không biết nên phải mua máy ghi âm để tụng theo. Tôi kiên trì không dám biếng lười. Không bao lâu, tôi có thể tụng thuộc lầu chú Đại Bi và tụng xong bộ kinh Địa Tạng trong vòng 2 tiếng. Tôi nghĩ đây là nhờ ơn Phật, Bồ Tát gia hộ nên mới có được hiệu quả nhanh như thế. Cha mẹ tôi cũng vì tôi chí thành học Phật hành Pháp và chiêu cảm được vô lượng an ủi. Tôi hàng ngày tập trung tinh thần tụng kinh, trì chú, niệm Phật, chuyên tâm tu hành. Người khác có khuyên tôi ăn thịt, tôi cũng không lay động. Nhờ vậy mà bệnh ngày càng chuyển tốt. Sau đó, tôi đến y viện kiểm tra, họ chuẩn đoán là xương đùi hoại tử. Tôi cũng phối hợp trị liệu đông y. Bệnh tôi thuộc dạng tạp chứng nan y hiếm thấy, nhưng kỳ tích của tôi dần xuất hiện. Tôi có thể bước đi không còn đau đớn. Tôi nghĩ, đây chính là cảnh chuyển theo tâm. Đã là báo ứng nhân quả, thì không nên sợ hãi, buồn rầu, khóc lóc. Chỉ cần bình thản đối diện, tin sâu Phật Pháp, chí tâm tu hành, nhất định sẽ chuyển xoay ác cảnh thành thiện cảnh. Qua kinh nghiệm lần này, tôi hy vọng những ai xem chuyện của tôi đều sẽ lấy đó làm gương mà cẩn trọng cảnh giác. Mong quý vị đừng sát sinh nữa để khỏi đi vào vết xe đổ như tôi. Nếu không đích thân trải qua kinh nghiệm đau đớn khắc cốt ghi tâm này, tôi cũng khó mà tin vào thuyết báo ứng nhân quả về tội nghiệp sát sinh. Đúng là nhân quả báo ứng rất rõ ràng, như bóng tùy theo hình, không mảy may sai lệch. Cho nên, mong các vị sớm tỉnh ngộ, hiểu rõ sát sinh chắc chắn sẽ chịu ác báo mà dứt tuyệt ăn mặn. Xin hãy xem tôi, sau khi thọ ác báo rồi,
mới biết tỉnh ngộ, nhờ vậy mà càng phát trí huệ, càng có phúc phận. Tôi luôn nhớ câu, ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo. Những gì chúng ta tạo tác hành động, từng cử chỉ, từng niệm khởi, theo sau đều có quả báo. Người mắt sáng, vừa nhìn là biết ngay. Nếu không, thì Hòa Thượng Diệu Pháp làm sao thấu rõ nguyên nhân căn bệnh của tôi là do ăn ớt, cá, lương mà chiêu cảm nên. Mong quý vị hãy suy gẫm cho thật kỹ. Kỹ. Chó cắn lưỡi tự sát vì biết nó sắp chết. Quả báo ác nghiệp của việc ăn thịt không hề nhỏ nhặt. Lại nếu như những sinh mạng mà chúng ta giết hại để ăn thịt đó trong đời trước đã từng là cha mẹ, anh em, vợ chồng của ta thì biết nói sao đây? Lại nếu như chúng đã từng là bà con quyến thuộc của ta thì biết nói sao đây? Cho dù không phải thế thì nếu như trong đời vị lai chúng lại sinh ra làm cha mẹ, anh em, chồng vợ hay bà con quyến thuộc của ta thì biết nói sao đây? Di bằng cũng không phải thế thì nếu như trong đời vị lai ta cũng có thể sinh vào loại súc sinh như vậy, hoặc anh em, cha mẹ, vợ chồng, bà con quyến thuộc của ta có thể sinh vào loài súc sinh như vậy thì biết nói sao đây? Tháng trước, tháng 8 năm 2014, tôi có đến nhà chơi, nhà một anh bạn làm nghề thịt chó ở Cao Hạ, cái làng nổi tiếng nhất đất Hạ Thành về nghề giết mổ. Anh bạn này trước đây hai vợ chồng làm nghề thịt chó, chồng thì thịt chó và chế biến, vợ thì đem ra chợ bán. Theo như anh kể, trước đây hai vợ chồng anh mỗi ngày thịt khoảng 3-4 con, ngày cao điểm thì 5-6 con. Nhưng tới đầu năm ngoái, hai vợ chồng anh không làm nghề thịt chó nữa vì sợ chó báo quán gây chết hàng loạt các ông chủ lò mổ gần đó. Anh kể anh làm nghề này cũng lâu rồi, trước đây thì chẳng sợ gì cả. Nhưng biết các đồng nghiệp của mình hàng loạt chết bắt đất kỳ tử cũng làm anh sợ hãi mà bỏ nghề. Anh kể cho tôi nghe về cái chết kinh dị của những người bạn anh. Có người thì đun nước thịt chó, không hiểu làm sao mà đầu chui vào nồi nước sôi mà chết. Có người thì dùng quạt điện thổi rơm hun chó thì bị điện giật chết cứng, chết co quắp như con chó bị thui, mồm há hốc, mắt trợn ngược, trên tay vẫn còn ôm cái quạt điện. Và những cái chết bất đắc kỳ tử khác. Tôi nghe xong mà rợn tóc gáy. Anh nói những người làm thịt chó như anh, đi từ xa, chó nó nhìn thấy đã sủa rồi. Có con còn chưa thấy bóng, nó đã chạy mất tích. Có con thì gầm gừ lao vào cắn. Người làm thịt chó nào cũng thế, chó nó rất sợ. Cứ như bọn chó, nó ngửi thấy mùi sát khí vậy. Tôi nghe anh kể, cũng ngầm hiểu nguyên do vì sao. Trò chuyện với anh hồi lâu, tôi dần dần dẫn dắt anh vào các câu chuyện nhân quả báo ứng để cảnh tỉnh anh. Tôi kể cho anh nghe về những câu chuyện tiêu biểu về quả báo sát sanh mà tôi đọc được hay nghe người khác kể lại. Là chuyện thiêu chết mèo mẹ, 6 người con bị bệnh nhũng xương. Nào là chuyện ăn ba ba sinh con ba ba. Và cuối cùng tôi kể anh chuyện quả báo của ông chủ nhà hàng thích dùng động vật sống để mua vui cho khách. Tôi kể mà anh gật đầu, bắt đầu tò mò, hỏi anh về chuyện con chó đó thế nào. Anh kể vài năm trước, có một gia đình trên phố cổ gọi anh tới bán con chó nhà họ. Bởi vì con chó nhà họ quá dữ, chủ nó nói không nghe, càng to thì càng ác, vì họ sợ nó gây họa nên gọi bán cho anh về thịt. Hôm đó anh đến nhà, tay cầm cái gậy thòng lọng là gậy chuyên cột cổ chó để kéo. Con chó không như mọi lần đợi khách vào đến nhà mới chồm ra cắn. Vừa nhìn thấy anh, hình như nó cảm thấy cái sát khí của người thịt chó. Nó phi từ trong nhà ra cổng, lao thẳng vào, mặc định cắn cổ anh. Anh nhanh tay dùng cái gậy trong tay, dùng một cái vào mõm nó,
nó mới sợ, chạy thẳng vào nhà, vào gầm giường, gầm gừ. Anh nói con chó này thuộc dòng chó xù cỡ bự, khoảng 40 kg, rất to, như bẹt rê đứt vậy. Cuối cùng, anh cũng bắt được nó mang về nhà nhốt vào lồng. Anh nhốt nó chung với các con chó khác. Mấy hôm sau, anh đứng gần chuồng chó nói với vợ: "Tối nay làm thịt con chó to kia, để mai em đi chợ Phùng Khoang bán." Vừa nói dứt câu, trong chuồng ăn ẳng tiếng kêu của các con chó khác. Anh và vợ quay ra, nhìn thấy con chó bự nằm bệt ra, mồm hộc máu tươi. Anh kéo ra và kiểm tra mới biết, con chó đã cắn lưỡi tự tử chết. Anh chị lúc đó mới thực sự kinh hãi. Chó nó biết nó sắp chết, không muốn bị đập chết mà cắn lưỡi tự tử, thật không thể tin nổi. Tôi nghe anh kể mà cũng thấy nổi hết gai ốc. Trước nay tôi nghe thấy người cắn lưỡi tự tử vì sợ bị người ta tra tấn, vì uất hận, chứ chưa từng nghe chó cắn lưỡi tự tử bao giờ. Thật sự là làm người nghe cũng phải suy ngẫm. Sau khi con chó cắn lưỡi chết, vì tiếc của, vốn bỏ tiền ra mua nó về bán, nay mà không thịt thì lỗ to. Anh chị quyết định dẫn thịt và chế biến như các con chó khác. Anh nói con chó này đúng là rất thiên, đến thịt của nó cũng không bán được. Anh kể mỗi lần thịt chó xong, anh sẽ cho cả con vào nồi hấp chín, sau đó mang cả con ra chợ bán thịt chó hấp. Nhưng thật kỳ lạ, không hiểu tại sao, hôm đó anh sau khi cho chó vào nồi hấp thì vào nhà nằm nhận ngủ thiếp đi. Ngủ mê man không biết gì, cứ như bị uống thuốc ngủ vậy. Khi anh tỉnh dậy, chạy ra xem nồi chó hấp thì thịt chó đã nhão như bùn, không thể bán được nữa. Tôi hỏi thế rồi anh xử lý thế nào với nồi thịt chó này. Anh bảo anh cũng sợ lắm chú ơi, con này không phải con chó bình thường, nên anh quyết định đổ cho heo ăn hết, chứ mình không dám động tới một miếng. Tôi nghe xong, trong lòng nghĩ thầm, có lẽ phúc dòng họ nhà ông anh này còn lớn, nếu mà ăn nồi thịt chó này, không biết chừng cả nhà gặp đại họa. Xưa nay, chó là con vật sống hiền hòa và gần gũi với con người nhất. Con chó một khi đã nuôi, chúng trung thành với chủ tuyệt đối, dù nhà chủ có nghèo, có đói, chúng cũng không bao giờ bỏ đi, luôn làm đúng bổn phận, giúp người trong nhà, bảo vệ tài sản cho chủ. Trước đây khi tôi còn nhỏ, rất ít khi thấy người ta mang chó nhà mình đi thịt để ăn hay bán cho người khác lấy tiền. Cuộc sống tuy nghèo, nhưng người xưa quý chó trong nhà như người bạn. Chủ ăn bắp thì chó cũng ăn bắp, chủ ăn khoai thì chó cũng ăn khoai. Hai bên người và vật trở thành mối thâm tình sâu sắc. Có nhà nuôi chó tới khi nó chết cũng không nỡ mang đi bán, đem nó đi thịt dù nhà rất khó khăn. Chó xưa và người xưa phải chăng khác ngày nay? Nhưng ngày nay thế sự đổi dời, con người càng ngày càng tàn ác. Người ta nuôi chó, đợi chúng lớn lên thì bán lấy tiền, bán cho người ta thịt. Người ta nuôi chó, đợi nó béo rồi thì rình rình cầm chày đập một phát, nó chết lăn quay ra giữa nhà. Những cảnh tượng đó tôi đã từng chứng kiến. Quả thực con người thật tàn ác, vì miếng ăn, vì đồng tiền mà có khi không những chó cũng đập chết, cũng bán lấy tiền. Tới người mà họ còn đập chết, còn bán lấy tiền đó thôi. Con người thật sự đồi bại rồi. Khuyên người từ bỏ sự giết hại, hẳn cũng có người tin theo. Nhưng nói tới việc ăn chay, không khỏi sẽ có người cho rằng chỉ là chuyện diễn dông. Đó là vì họ không hiểu rằng, bởi có người ăn thịt nên mới có người giết mổ loài vật để cung ứng. Lại bởi có người giết mổ loài vật nên mới có người ăn thịt. Cả hai hạng người ấy cùng tác động qua lại, dẫn dắt và thúc đẩy lẫn nhau. Người đời ngày ngày đều giết hại, ăn thịt chúng sanh. Chỗ thấy nghe như vậy đã quân tập thành thói quen.
do đó mà không còn nhận hiểu được một cách sáng suốt, chân thật về sự giết hại. Giá như mỗi ngày vào lúc trời sắp sáng, mỗi người đều có được thần thông thiên nhãn, tự mình nhìn thấy vô số lò sát sanh ở khắp mọi nơi, mỗi nơi đều có đồ tể cầm dao sắc, mang tất cả những dê, heo, trâu, chó trói chặt trên nền đất, sau đó ra tay giết hại hành hình. Lúc bấy giờ, tất cả những sinh vật ấy đều cất tiếng kêu la thảm thiết, hồn siêu phách lạc, run rẩy kinh hoàng. Nhưng kêu với trời cũng chẳng thể lên, khóc với đất cũng không chui được vào đất. Chỉ trong một chớp mắt, dao sắc đã cắt ngang cổ họng. Trong một chớp mắt, dao sắc đã đâm tận ruột gan. Trong một chớp mắt, máu nóng đã theo dao phun trào lên láng. Trong một chớp mắt, nước sôi đã theo vết dao tuôn sâu vào da thịt. Nước sôi vào mắt như đinh sắt trui nóng đâm nơi nhãn cầu. Nước sôi xối trên lưng như sắt nấu chảy nung nóng khắp thân thể. Nước sôi tràn đến lưỡi như nước đồng nấu chảy ngập tràn trong khoang miệng. Nước sôi vào đến ruột như nước thiết nấu chảy ngập cả lưng. Vào thời khắc ấy, hết thảy những con vật bị mang ra giết, vì quá đau đớn nên vội nhắm nghiền mắt lại. Vì quá đau đớn nên tiếng kêu dần dần nhỏ liệm đi. Vì quá đau đớn nên toàn thân thể bỗng chốc co rúm lại. Vì quá đau đớn nên ruột gan như bị kéo bị rút. Giá như người đời có thể có được thần nhãn như thế, sẽ thấy rằng chỉ trong phút chốc thôi mà khắp cõi thế giới Diêm Phù Đề này có biết bao nhiêu muôn vạn sinh linh phải chịu cảnh đầu một nơi, tứ chi một nẻo, xương thịt nát tan phơi bày la liệt. Những con vật bị giết hại ấy, nếu gom thân xác lại, ắt là chất chồng hơn cả núi cao, máu huyết ắt nhuộm đỏ cả dòng sông đang chảy. Nhìn thấy được thực trạng ấy rồi, quả thật thê thảm không khác nào toàn dân trong cả một thành vừa bị giết sạch. Nghe được những âm thanh kinh hoàng bi thương ấy rồi, quả thật hãi hùng khủng khiếp như sấm sét bên tai. Sở dĩ bao người nhúng tay vào vô số những tội lỗi hung bạo tàn ác như thế, chung quy cũng do từ những bữa ăn có thịt của chúng ta mà ra. Tục ngữ có câu: một ngày ăn chay, việc giết hại trong thiên hạ bớt đi phần của ta. Một ngày không ăn chay, việc giết hại trong thiên hạ ắt có sự góp phần của ta. Như vậy há không phải là đáng sợ lắm sao? Trong kinh điển có nói rằng, trải qua 6.000 năm nữa, tuổi thọ trung bình của con người chỉ còn được 10 năm, sẽ có tai kiếp binh đao nổi lên. Khi ấy hết thảy chúng sinh đều giết hại lẫn nhau. Cây cỏ mọc lên từ đất có cành lá sắc nhọn như dao bén, chạm vào là mất mạng. Qua 7 ngày 7 đêm như vậy, tai kiếp ấy mới chấm dứt. Đức Phật dạy, những ai chết vì nạn đói kém, binh đao đều sinh vào các đường dữ. Những ai chết vì dịch bệnh, đa phần được sinh lên cõi trời. Vì sao vậy? Vì khi có dịch bệnh, người ta thường chỉ an ủi, thăm hỏi lẫn nhau, không khởi tâm ác độc, giết hại hay tranh giành cướp đoạt. Luận Bà Sa nói rằng, nếu có người trong một ngày một đêm giữ theo giới không giết hại, trong đời vị lai, người ấy chắc chắn sẽ không gặp phải tai kiếp binh đao. Những chuyện linh ứng về tượng Phật, tượng Bồ Tát. Chuyện thứ nhất, chỉ cần một lần lễ bái tượng Địa Tạng Bồ Tát, có vào địa ngục cũng được cứu. Mùa hạ năm trước, tôi đưa mẫu thân đến miền Trung thăm người em mấy năm không gặp. Vừa bước vào gian giữa, thấy nhà có thờ hai thánh tượng Bồ Tát Địa Tạng, đèn nhang nghi ngút, trông hết sức trang nghiêm và thanh tịnh. Tôi chắp tay xá. Đúng lúc dì đang lễ Phật, chờ dì lễ xong, ngồi xuống ghế đâu vào đó, tôi cung kính thưa. Thưa dì,
dì quê về nương tựa Tam Bảo bao lâu rồi? Dì cười hết sức sảng khoái. Thật cảm tạ sự gia hộ của mười phương chư Phật Bồ Tát. Nếu không có duyên với Tam Bảo, dì bị đọa vào địa ngục rồi. Tôi không hiểu ý dì muốn nói, lòng đầy nghi vấn, thưa hỏi: là nhân duyên gì? Vì sao dì phát tâm quay về nương tựa Tam Bảo? Không ngờ có mấy năm không gặp, dì có nhiều thay đổi đến vậy. Dì nhìn chăm chăm thánh tượng Bồ Tát, hồi tưởng. Mấy năm trước, dì tới thăm nhà một người bạn cũ, thấy có thờ thánh tượng Bồ Tát Địa Tạng. Nhìn tôn tượng, bỗng nhiên lòng dì hoan hỷ vô cùng. Không hiểu động lực nào khiến dì chắp tay xá. Rồi sau khi ra về, cũng không còn nhớ việc này. Giờ nghĩ hối hận vô cùng. Trước đó, bất luận ngày lễ gì, dì cũng giết rất nhiều súc vật để cúng tế. Ngày 23 tháng 3 âm lịch 2 năm trước, nhân ngày thị hiện của Thánh Mẫu Ma Tổ, nhà nhà đều giết súc vật cúng tế. Nhà dì là nhà giàu có tiếng trong vùng, lại là tín đồ kiền thành của Ma Tổ, đương nhiên là giết nhiều gà vịt để cúng tế hơn các nhà khác. Dì làm 20 mâm cỗ, mời bạn bè tới nhà ăn uống nhậu nhẹt ca hát. Dù mình che lấp, dì cứ ngỡ như vậy là hãnh diện và công đức nhiều lắm. Lại nghĩ mình khuyến quá nhiều người tin Ma Tổ như vậy, nhất định sẽ được Ma Tổ gia hộ. Ăn uống no say, hơn 8 giờ mọi người ra về hết. Dì chiêu đãi khách, chạy lên chạy xuống, bận rộn cả ngày, hết sức mệt mỏi. Khách vừa về, dì bảo người ở lấy nước nóng cho đi tắm, rồi lên giường nằm nghỉ. Nhưng không hiểu sao, nằm lăn qua lăn lại mãi, vẫn không thể chợp mắt. Đêm khuya tĩnh mịch, bỗng mưa gió ầm ầm, dì cảm thấy rờn rợn trong người. Dì ngửi thấy trong phòng đầy mùi máu tanh, lại nghe tiếng gà, tiếng vịt kêu la. Khó chịu, muốn ói, hơi thở khó khăn, muốn gọi nhưng không gọi được, toàn thân cứng đờ, dì ngất liệm đi lúc nào không biết. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, toàn thân đau buốt, tay chân nhấc không nổi, cử động không được, hai mắt thâm quầng, mặt mày xanh xao. Bệnh nặng phát khởi, nằm mê man, hơi thở yếu dần. Trong mê dì thấy mình đến một nơi rất sâu, tối tăm không gì sánh được. Dì sợ hãi, hoảng hốt kêu cứu. Bỗng phía trên xuất hiện một ánh sáng chiếu thẳng đến thân, giúp dì hết sợ hãi, an ổn vô cùng. Một vị tăng dung mạo như trăng tròn, đắp ca sa đi ra từ ánh sáng đó. Dì ấy đưa tay kéo dì lên, dì được cứu thoát. Dì đi theo thầy đến một nơi rộng rãi sáng sủa. Thầy nhẹ nhàng nói: Bần tăng là Địa Tạng Bồ Tát mà mấy năm trước con lễ bái ở nhà bạn con đó. Vì con giết hại quá nhiều sinh mạng, do đó chúng đến đòi, bằng mọi giá cũng không chịu buông tha. Nhất định sau khi chết, con sẽ bị đọa vào địa ngục, thọ khổ vô lượng. Song nhờ một niệm chí thành, sinh tâm hoan hỷ khi chiêm ngưỡng hình tượng thầy, được miễn tội địa ngục, khỏi chịu khổ báo. Hiện tại nghiệp xấu ác trong con vẫn còn. Từ đây về sau, nên chí thành sám hối, phát nguyện làm mới, tuyệt đối không được sát sanh nữa. Thương yêu bảo hộ chúng sanh, thường xuyên bố thí, làm thiện tích chứa phước đức. Nói xong người liền ẩn mất. Tỉnh dậy, dì vẫn còn nhớ như in những chuyện xảy ra trong giấc mộng, kể lại cho cả nhà nghe. Mọi người bán tín bán nghi, không biết là giả hay thật. Nhưng thấy bệnh của dì khởi sắc rõ rệt, dì đã trở về từ cõi chết. Có thể nói đây là kỳ tích. Dì đến chùa đảnh lễ, xin quay về nương tựa Tam Bảo, thỉnh thánh tượng Bồ Tát về thờ phụng cúng dường. Sáng sớm mỗi ngày đều trì niệm danh hiệu Bồ Tát,
buổi tối, Kiền Thành tụng một quyển kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, hồi hướng công đức cho những sinh linh bị dị giết từ vô lượng kiếp đến nay. Nguyện cho chúng được nghiệp chướng tiêu trừ, hóa giải lòng thù hận, sớm chuyển sinh về đường lành. Cũng từ đó, vì không nuôi súc vật và giết hại sanh linh nữa. Vì thường xuyên cúng dường Tam Bảo, nghe Phật Pháp, ấn tặng kinh sách Phật giáo, rộng kết duyên Phật, không làm các việc ác, chăm làm các điều lành, khéo léo khuyên người, hồi đầu làm thiện. Cả gia đình đều sống trong tình thương yêu, hòa nhã vui vẻ. Mọi người được chọn là gia đình văn hóa. Mọi người xung quanh không ai không hâm mộ và học tập theo. Vì hết sức hạnh phúc, tuy vẫn chưa phai lòng hổ thẹn. Đến đây vì quá vui mừng, nói không ra lời nữa. Tôi nghe những chuyện gì trải qua cùng hiển mộng khuyên người không giết hại của Bồ Tát Địa Tạng, liền sinh khởi tâm tôn kính Bồ Tát, sợ hãi sát sinh. Trở về, tôi khuyến hóa gia đình và hàng xóm không được sát sinh cúng tế, bằng không sẽ bị những sinh linh mình giết đến đòi mạng. Nhất định mình sẽ đọa vào ba đường xấu ác, không kết duyên lành với Phật Pháp. Làm sao mình biết cầu Bồ Tát Địa Tạng đến giải cứu? Chuyện thứ hai, địa ngục dị không, thệ bất thành Phật. Vào triều nhà Đường, có một ngôi chùa hiệu là Khai Thiện Tự ở núi Trung Sơn. Trong chùa ấy có một pho tượng Địa Tạng rất xưa, nên không biết ai tạo đem cúng vào đó. Sau quan đô đốc xứ Dương Châu tên là Đặng Tông bị lâm bệnh mà từ trần, nhưng nơi ngực của ông còn hơi nóng nên gia quyến trong nhà chưa khởi cuộc tẩm liệm. Qua ngày sau, quan đô đốc dùng sống lại, chỉ khóc mà không nói một lời chi cả. Chừng một lúc trong mình thật khỏe lại như thường, ông bèn bảo con cháu dắt ông đi đến chùa Khai Thiện Tự. Rồi ông bạch hỏi một vị tăng trưởng rằng: ở trong chùa của thầy đây có thờ pho tượng Địa Tạng Bồ Tát nào cao chừng ba thước không? Tôi muốn xin vào đảnh lễ cúng dường. Vị tăng trưởng bèn bảo người dắt quan đô đốc đến chỗ thờ Đức Địa Tạng. Thì ông lễ lạy vừa xong, rồi bạch xin cho ông thỉnh tượng ấy về nhà để thờ. Vị tăng trưởng hỏi duyên cớ thì quan đô đốc tỏ vẻ cung kính mà đáp lại rằng: bạch thầy, khi tôi chết thì thấy một vị quan tứ phẩm dẫn tôi đến trước bệ rồng mà chầu lĩnh Diêm Vương. Ngài liền phán rằng: người chưa đến số chết, phải sớm trở về dương gian. Nhưng những kẻ ở dương thế không khi nào thấy được sự trừng phạt giữa chốn âm ti này. Này ngươi có dịp tới đây thì ta cho phép ngươi đi xem các địa ngục cho biết. Diêm Vương truyền lệnh đòi một vị quan mặc áo rộng màu xanh đến, rồi bảo tôi đi theo ông quan ấy ra khỏi điện, thẳng qua phía đông bắc, vừa được 5-6 dặm đường, gặp một cái thành mà vách bằng sắt. Bỗng nhiên tôi thấy trong thành ấy lửa cháy lên đỏ rực cả bốn phía, làm cho 100.000 tội nhân trong ấy chịu khổ một cách rất thảm thiết. Khi ấy tôi thấy có một vị sa môn, tướng mạo đoan trang, ra vẻ một người từ bi khoan hậu, đi ngay vào trong ngục mà giáo hóa và an ủi các tội nhân. Thì ngọn lửa kia đang cháy dữ lại dần dần tắt mất. Tôi xem rồi bèn rảo bước tới một cái thành khác, cũng vách bằng sắt. Trong thành có 18 cái ngục, tội nhân ở trong đó cũng chịu nhiều hình phạt rất thống khổ. Nhưng cũng có một vị sa môn kia tới dạy dỗ và an ủi như tôi đã thấy ở nơi ngục trước vậy. Tôi đều có đi xem các cửa ngục cả. Đến chừng tôi tính quay gót mà về thì vị sa môn ấy bước tới mà hỏi tôi rằng: ngươi biết ta chăng? Tôi đáp lại rằng:
Bạch thầy, tôi không được biết thầy. Vị sa môn ấy nói rằng: ta đây là Địa Tạng Bồ Tát. Hồi xưa Trí Pháp là đệ tử của Trí Tạng Pháp Sư, có tạo tượng của ta để thờ trong chùa Khai Thiện Tự. Ta đây thường cứu độ chúng sanh đương chịu khổ nơi chốn Tam Đồ, nên mỗi ngày ta đi khắp trong 18 cái ngục lớn và vô số ngục nhỏ mà dạy bảo và an ủi những tội nhân bị hành hạ nơi các chốn ấy. Tôi quan sát thấy vị sa môn ấy toàn thân đều sáng rực, trang nghiêm đẹp đẽ lạ thường. Được một lát thì ngài biến mất. Nay tôi đến chùa thấy được pho tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát, quả thiệt y như tôi đã thấy vị sa môn kia vậy, nên tôi muốn thỉnh về nhà thờ phượng cúng dường. Vị tăng trưởng nghe quan đô đốc Đặng Tông vừa nói dứt lời thì ngài hoan hỷ tán thán và bảo ông lấy kiểu tượng Đức Phật Địa Tạng mà vẽ ra, hay là tạo cốt tự ý ông, chớ không cho ông ấy thỉnh tượng. Hoàng Đô Đốc nghe vị tăng trưởng nói như vậy, bèn mướn một người thợ thiệt khéo đến vẽ bức tượng Đức Địa Tạng rồi đem về nhà để thờ phụng rất long trọng. Chuyện thứ ba, hai bức tượng Phật. Thích Huệ Cảnh, người Truy Châu, xuất gia tu ở chùa Ngộ Chân. Sau khi thế pháp, sư gắn công khai với khổ hạnh, lòng mến cảnh tịnh độ, sư tạo hai tượng Phật Thích Ca và Phật A Di Đà, hằng lễ bái cúng dường. Đến lúc 67 tuổi, ngày rằm tháng giêng, Huệ Cảnh nằm mộng thấy một vị sa môn thân sắc vàng ròng, bảo ngài: người muốn thấy Phật và cảnh tịnh độ chăng? Đáp: thưa, từ lâu rồi tôi rất ước mong được chiêm ngưỡng. Sa môn trao cho bát và bảo: hãy nhìn vào trong bát. Huệ Cảnh tiếp lấy và nhìn vào, bỗng như lạc tới cõi khác, thấy cảnh tịnh độ rộng rãi trang nghiêm, các thứ báo đẹp lạ, đất toàn bằng vàng ròng, đường xá có dây vàng làm ranh giới, cung điện lầu cát trùng điệp không cùng tận. Trong đó các thiên đồng vui vẻ nhàn du, chúng Bồ Tát thanh văn đông như mây, rộng như biển, hội lại dây quanh Đức Thế Tôn mà nghe thuyết pháp. Lúc đó Huệ Cảnh thấy vị sa môn đi trước, mình nối gót theo sau, lần tới chỗ Phật. Đến nơi, vị sa môn bỗng biến mất. Huệ Cảnh chắp tay đứng trước kim dung, bỗng nghe Phật hỏi: người có biết vị sa môn dẫn đường đó chăng? Đáp: bạch Thế Tôn, con không được biết. Đấng Từ Tôn bảo: đó là Phật Thích Ca Mâu Ni, còn ta là Phật A Di Đà, hai vị mà ngươi đã tạo tượng. Phật Thích Ca như ông cha, ta như bà mẹ. Chúng sinh ở thế giới ta bà như con khờ dại thơ ngây, lầm rớt xuống bùn lầy. Cha vào nơi bùn sâu bồng con lên, để trên bờ cao ráo sạch sẽ. Mẹ lại ôm con nuôi nấng, dạy bảo đừng nên trở lại chốn bùn nhơ. Chúng ta cũng như thế. Phật Thích Ca dạy dỗ chúng sinh mê tối trước ác ở cõi ta bà, làm vị mở đường dẫn lối về nơi tịnh độ. Còn ta ở cõi tịnh độ, còn bổn phận nhiếp quá, khiến cho các chúng sinh ấy không còn luân hồi thối chuyển. Huệ Cảnh nghe nói vui mừng khấp khởi, muốn đến gần tham bái Đức Thế Tôn, nhưng cảnh tượng bỗng biến mất. Tỉnh giấc, sư cảm thấy thân tâm an vui như vào thiền định. Từ đó, sư càng tin tưởng sự cúng lễ tượng của hai đức Như Lai. Một hôm, Huệ Cảnh lại mộng thấy vị sa môn khi trước bảo: 20 năm sau, ngươi sẽ sinh về tịnh độ. Nghe lời ấy, ngày đêm sư lại thêm tinh tấn tu hành, không khi nào biến trễ. Đến năm 89 tuổi, một hôm nọ, Huệ Cảnh từ giã đại chúng,
rồi an nhiên giảng sanh. Đang lúc ấy có một vị tăng ở phòng bên, nằm mộng thấy trăm ngàn thánh chúng từ phương Tây đến rước sư đi. Trên hư không tiếng âm nhạc dịu dặt, rồi xa nhỏ lần, nhiều người khác cũng được nghe biết. Niệm Phật thoát chết vì điện giật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Phật ơi cứu con. Từng tiếng từng chữ thoát ra khỏi miệng của Nhiên đầy gấp gáp và hốt hoảng. Đó không còn là tiếng niệm Phật trong sự tỉnh tại của tâm trí, mà là tiếng thét trong sự sợ hãi tột cùng. Lúc này, Nhiên chỉ còn biết trông chờ vào Đức Phật, mong mỏi Ngài cứu mình qua khỏi cơn điện giật kinh hoàng. Cả nhà và cả làng cô đều không thể nào quên được vụ việc này. Họ cho rằng nó có một không hai, vô cùng hy hữu. Đúng là kỳ tích, thật sự thần kỳ, mầu nhiệm. Bản thân Nhiên cũng thấy rằng nếu không nhờ ân đức của Tam Bảo, có lẽ giờ này cô đã mộ yên mã đẹp ở trên một bãi cỏ xanh nào đó quanh làng. Tên đầy đủ của cô là Nguyễn Thị Ngọc Nhiên, sinh năm 1992, có pháp danh là Nguyên Hằng. Cả gia đình Nhiên sống tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Căn nhà nơi gia đình cô cư trú nằm ngay sát bên một con mương. Khi Nhiên đứng cạnh sát bờ tường nhà, thì lúc nào nước mương cũng tràn lên, ngập đến chân. Căn nhà của gia đình cũng đã cũ kỹ theo thời gian. Đường điện nước trong nhà khá thô sơ và có phần nguy hiểm. Được ba mẹ Nhiên thiết kế rất chủ quan, thậm chí có thể nói là vô cùng cẩu thả. Sáng sáng, Nhiên dậy sớm giặt quần áo cho cả nhà. Vì đường điện nhà cô loằng ngoằng và rối rắm, nên công đoạn sử dụng khá thủ công. Muốn giặt được quần áo thì đầu tiên Nhiên phải bơm motor nước, rút ống bơm hơi nước, xong lại sửa một chút cái dây điện gắn liền với motor thì mới có nước chảy. Ổ cắm và dây điện của motor nước nằm tơ hơ bên ngoài bờ tường, cạnh sát con mương. Mưa thì ổ điện ướt, nắng thì nó khô. Dây điện chẳng hề có đầu phích cắm. Cần sử dụng thì cứ cầm hai cái sợi dây điện đã được cắt hở ra lõi đồng ở đầu để chọc vào hai lỗ ổ điện, không phải lúc nào cũng khô ráo. Ngay tại chỗ đó, ngước lên phía trên có cột điện cao thế, nhìn xuống phía dưới là con mương nước lên láng. Nghe thôi đã thấy rợn cả người, vì kiểu thiết kế đường điện thách thức lòng gan dạ của gia đình Nhiên. Với cây kiểu dày dợ như thế, ai cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra những vụ điện giật bất thình lình có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và điều gì đến cũng đã đến. Một ngày nọ, Nhiên cũng thực hiện đúng như những gì người nhà vẫn làm khi cần giặt quần áo. Chỉ khác là lần này không được may mắn như mọi khi. Hai cái lõi dây đồng, nó đã cùng không thể nối được với ổ điện, làm Nhiên phải nhọc công vào nhà đem con dao ra gọt cái lớp vỏ nhựa bọc bên ngoài dây điện, cho hai cái đầu lõi dây đồng hở ra thêm thì mới cắm được vào. Hớt hờ hớt hải chạy vào lấy dao rồi lại chạy ra, làm Nhiên quên hạ cầu dao ngắt điện. Nhiên vội không mang cả dép, cứ thế chân đất đạp xuống chỗ nước mương lỏng bỏng, một tay cầm con dao thái, một tay cầm ngay vào lõi dây đồng. A! Một luồng điện với độ tê tái cực mạnh chạy xuyên qua cơ thể cô, từ tay chạy xuống toàn thân, khiến cô bị giật bắn một cái mà không thể dứt ra khỏi luồng điện đó. Dù tay đã cố buông dây điện ra, nhưng cứ như là bị nam châm hút chặt vào đó vậy. Nó khiến khắp cơ thể Nhiên tê dại và dần cứng đờ.
càng ngày cơ thể càng trở nên tê cứng, đau đớn. Nhìn cảm thấy như thần thức của mình đang rung rinh lơ lửng, dần trở nên rời rạc với thân xác. Kỳ lạ thay, người ta bị điện giật, nếu không được cứu ngay thì cầm chắc cái chết, hoặc có được cứu kịp thời thì mạng sống cũng ngàn cân treo sợi tóc. Đằng này, Nhiên tuy vô cùng sợ hãi và hốt hoảng, nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo, biết rõ điều gì đang xảy ra. Nhiên bắt đầu sợ hãi tột độ, cô cố la hét thất thanh, cầu sự cứu giúp của những người xung quanh. Đen đủi quá, mọi ngày rất nhiều người thường đi qua con mương này, mà sao hôm nay tuyệt nhiên chẳng có một ai. Nhưng đau khổ trong tuyệt vọng, nghĩ rằng thế là cầm chắc cái chết, cuộc đời của cô thế là kết thúc rồi. Bất giác nhìn lên bầu trời xanh trong, hướng về phía tây, nhưng nhớ tới Phật A-di-đà. Có lẽ bởi cô là một Phật tử rất tôn kính Tam Bảo, nên trong lúc nguy nan như thế này mới khởi niệm nghĩ tới Phật. Trong lòng Nhiên xúc động mà hét lên những tiếng cầu cứu như muốn xé toạc cả bốn bề không gian. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Phật ơi cứu con. Một tiếng la hét cầu cứu thất thanh bằng những câu niệm Phật chan chứa sự tha thiết của một cô gái đang đứng bên cửa tử. Chính sự tha thiết ấy như sợi dây kết nối với lòng bi mẫn của các vị, cứu Nhiên thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Thật mầu nhiệm, chỉ chưa đầy ba câu niệm Phật bằng hết bổn tâm cung kính và thiết tha, một dòng điện mạnh mẽ đang điên cuồng hút lấy Nhiên bỗng nhiên bị vô hiệu hóa một cách khó hiểu. Cả cơ thể cô như được thả ra, rơi thẳng xuống mương trong tư thế cứng như một khúc gỗ, nhưng lại không hề đau đớn chút nào. Nhưng rơi tõm một cái khiến nước mương bắn tung tóe xung quanh. Cả người Nhiên nằm trong vũng nước mương, cái dây điện quỷ quái kia cũng rơi lu xuống đó. Nhiên hốt hoảng nhận ra rằng nước dẫn điện có thể khiến cô bị giật thêm lần nữa, nhưng có lẽ cầu chì đã cháy khi dây chạm nước nên không còn giật nữa. Hú vía, khoảng trong giây lát, ba của Nhiên mới từ nhà lao ra như một tia chớp, ngay khi nhận ra là Nhiên bị điện giật. Trước khi ra tới mương, ông dù qua dập cầu dao xuống rồi mới ra bế Nhiên vào nhà, cho người nhà gọi bác sĩ tư qua gấp. Hàng xóm xung quanh biết tin, ai cũng tấp nập qua xem. Ai cũng nghĩ con bé sẽ tím tái, ngộp thở hoặc bị sao đó rất nặng nề. Kiểu này phải cấp cứu ngay, không là nguy hiểm tính mạng. Ấy thế nhưng ngoài sức tưởng tượng của mọi người, nhưng chẳng bị làm sao. Cô thở bình thường, da dẻ vẫn thế, thậm chí chẳng còn chút cảm giác đau đớn nào, ngoại trừ một vết lõm nhỏ xíu trên ngón tay, nơi cái lõi dây điện trực tiếp tiếp xúc. Mà kỳ lạ là nó cũng chẳng hề gây đau đớn dù chỉ là một chút, kể cả Nhiên có cố tình chạm vào hay sờ nắn ra sao. Tất cả mọi người có mặt tại đó, ngay cả bác sĩ cũng thấy lạ lùng. Đúng là chuyện chưa từng xảy ra. Mọi người còn chưa kịp tìm được cho mình một lời giải đáp thì có tiếng la rên rất to của bà Sáu nhà bên. Bà vừa chạy qua nhà Nhiên vừa nói: "Ủa, đêm qua tôi nằm mơ thấy đứa cháu trai của tôi bị điện giật chết ở ngay đúng chỗ cái Nhiên bị, làm tôi lo âu thấp thỏm cả ngày hôm nay, lo canh chừng nó. Ai ngờ quá ra cái tiếng la hét khóc lóc ban nãy là của Nhiên hả? Tiếng la khóc lâu lắm mà tôi không biết ở đâu. Không bị sao thì may quá rồi. Ôi, cảm ơn trời Phật." Thấy lời bà Sáu cất lên bốn tiếng cảm ơn trời Phật, Nhiên vẫn đang nằm yên một chỗ để định thần.
nhiên biết rằng lúc đó chính các ngài đã cứu cô khỏi bàn tay tử thần. Và trong lòng cô trào dâng niềm cảm ơn sâu sắc đến Đức Phật A-di-đà. Nam mô A-di-đà Phật, người đã cứu con. Đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch là đêm cuối cùng của năm cũ, là điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, là thời điểm bắt đầu giờ tí. Không giờ, không phút, không giây, ngày mùng 1 tháng Giêng. Đêm này là một đêm quan trọng, đánh dấu cho một năm cũ kết thúc và một năm mới đã đến. Người già thêm trường thọ và người trẻ thêm trưởng thành. Đêm giao thừa mang đến ý nghĩa xua đuổi tà khí, ma quỷ, mọi điều xấu xa trong năm cũ đi và rất nhiều may mắn thành công đến cho năm mới. Đây được coi là khoảng thời gian của sự yên nghỉ, là lúc rũ bỏ những muộn phiền, là đêm của tĩnh lặng và thiêng liêng. Bảy cấm kỵ đêm giao thừa 2024: cần tránh, kẻo gia chủ mất sạch tài lộc, xui xẻo cả năm. Kính thưa quý vị và các bạn, theo phong tục cổ truyền của người dân Việt Nam thì đêm 30 Tết chính là lúc mà nhà nhà, người người chuẩn bị lễ cúng giao thừa. Đây được coi là nghi lễ quan trọng nhất trong năm, mang ý nghĩa cầu mong năm mới may mắn, vạn sự thuận lợi tốt lành, và cũng là khoảnh khắc cực kỳ thiêng liêng, đánh dấu sự chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Vì vậy, từ thời xa xưa cho tới nay, ông bà ta vẫn luôn chuẩn bị giao thừa rất chu đáo, tỉ mỉ và trang trọng. Tuy nhiên, việc chuẩn bị lễ cúng giao thừa vô cùng quan trọng, nhưng đa phần lại chưa biết tới việc khi cúng lễ đêm giao thừa cần kiêng kỵ những điều gì. Thứ nhất, kiêng đốt vàng mã. Trong ngày giao thừa, việc cúng tổ tiên là nét văn hóa tâm linh của người Việt trong dịp Tết. Đi kèm với đó là thói quen thắp hương, đốt vàng mã. Tuy nhiên, đốt vàng mã không đúng quy định sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn, gây ra những thiệt hại khôn lường về tài sản, thậm chí là tính mạng của con người. Hẳn người dân xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng còn nhớ vụ cháy lớn tại núi Sơn Đảo trong đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 15 tháng 2 năm 2018. Vụ cháy này đã phá hỏng 2,5 hectare rừng, 212 cán bộ chiến sĩ cùng 2 kiếp xe chữa cháy, 5 ô tô đã phải dốc toàn lực dập lửa trong nhiều giờ liền để dập tắt đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy được cơ quan chức năng xác định là do người dân địa phương sơ ý khi đốt vàng mã để ngọn lửa bùng phát dẫn tới cháy rừng. Tại Lạng Sơn, ngày mùng 5 Tết Mậu Tuất, khi mùa lễ hội vừa bắt đầu, chính gian hàng chuyên bán vàng mã đầu lễ hội trong khuôn viên đền mẫu thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn đã bị cháy rụi. Nguyên nhân vụ cháy cũng xuất phát từ việc đốt vàng mã. Tại Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2018, một vụ cháy lớn xảy ra tại tòa nhà 7 tầng có địa chỉ tại số 10 phố Hào Nam. Ngọn lửa bốc lên dữ dội, cột khói cao hàng chục mét thiêu rụi nhiều vật dụng bên trong nóc nhà và cháy lan xuống những tầng bên dưới. Lực lượng chức năng đã phải điều 5 xe cứu hỏa chuyên dụng, một xe thang cùng 30 lính cứu hỏa tới hiện trường để dập tắt đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chủ nhà đốt vàng mã trên tầng 7 rồi bỏ đi, dẫn tới tàn lửa bắt vào những vật dễ cháy gây ra hỏa hoạn. Theo chính pháp, việc đốt vàng mã vào đêm giao thừa nói riêng và đốt vàng mã nói chung thực sự không đem lại lợi ích cho người âm mà còn tốn tiền và gây ô nhiễm môi trường. Điều đem lại lợi ích cho người âm là phúc báo. Vì vậy, chúng ta nên làm phúc hồi hướng cho họ, không nên đốt vàng mã. Chính vì vậy, khi đốt vàng mã, người dân chỉ cần đốt số lượng mang tính tượng trưng, không phô trương, và đốt đúng nơi, đúng chỗ,
không nên đốt ngoài đường công cộng, không nên đốt ở ban công hoặc các không gian chung như hành lang, sân thượng. Tại đền chùa, miếu mạo hoặc nơi người dân sống tại khu tập thể, căn hộ chung cư, khi đốt vàng mã, cần đốt tại những lò đốt vàng mã tập trung. Nếu đốt tại tư gia, cần đốt trong các lò thùng quá vàng mã bằng tôn để tránh tàn tro lửa phát tán ra ngoài, có thể gây nguy cơ cháy nổ. Thứ hai, kiêng kỵ nói lời xui rủi. Giao thừa không chỉ là mốc đánh dấu một năm cũ đã qua, một năm mới sắp đến, mà còn là ngày gia đình sum họp, quây quần bên mâm cơm gia đình. Chính vì vậy, mỗi thành viên trong gia đình cần cẩn thận từng lời nói, tránh nói những lời làm không khí gia đình tệ hơn và khiến cho phúc báo của gia đình sẽ bị mất đi. Trong quan niệm của người xưa, ngày cuối năm là thời điểm tránh xa những từ ngữ ám chỉ sự thiếu hụt như hết, thiếu và các từ phủ định như không cần. Vì vậy, khi đến bữa ăn cuối năm và người nhà muốn gấp thức ăn cho bạn nhưng bạn không muốn, bạn có thể tinh tế hơn bằng cách nói: con đã ăn đủ rồi, con cảm ơn. Hoặc là: con đã ăn no rồi ba mẹ ơi, con cảm ơn. Ngoài ra, những cuộc trò chuyện hôm giao thừa tránh nhắc tới những điều xui như bệnh tật, mất mát hoặc thất bại là một cách để bảo vệ không khí lạc quan và hân hoan của ngày cuối năm. Thay vì điều đó, có thể tập trung chia sẻ về những trải nghiệm tích cực, những kỷ niệm tốt đẹp trong năm qua hoặc những dự định tươi sáng cho năm mới. Thời điểm này, những thành viên trong gia đình nên cầu mong cho mình và gia đình những điều tốt đẹp, may mắn trong năm mới. Thứ ba, kiêng kỵ giao thừa cãi nhau. Cuối năm, ai cũng nên dành thời gian để ở bên các thành viên trong gia đình để tâm sự, chia sẻ, chứ đừng tranh cãi to tiếng với nhau, bởi điều đó là điều cấm kỵ trong ngày giao thừa. Năm mới là dịp đoàn tụ vui vẻ, vì vậy đừng biến không khí đầu xuân trở nên căng thẳng buồn bã. Việc này ảnh hưởng xấu tới tâm lý, tinh thần của tất cả mọi người. Hơn nữa, theo người xưa, cãi nhau là đánh dấu cho cả năm mới và gia đình sẽ xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn năm cũ và thể hiện sự không thành ý đối với tổ tiên, nên gia đình đó sẽ không được phù hộ nữa. Hơn nữa, Tết là những ngày vui, nên đừng để những xích mích hiểu lầm giữa các thành viên trong gia đình khiến cho Tết buồn hơn. Phúc khí của gia đình sẽ giảm đi rất nhiều nếu con cái hoặc vợ chồng ồn ào vào ngày này, sẽ ảnh hưởng tới gia tài. Ngoài tài lộc kém vì tiếng nói bất bình, còn làm mất lòng thần linh. Cha mẹ chớ nên mắng nhiếc con cái, tránh chửi thề để cả năm gặp chuyện không vui. Bước sang năm mới, hãy nói những lời nhẹ nhàng và thân thiện. 4. Kiêng làm đổ dở gây tiếng động lớn. Bạn có biết vì sao vào ngày giao thừa phải kiêng làm đổ dở không? Bởi vì làm đổ dở sẽ đồng nghĩa với việc bạn sẽ vô tình đánh mất vận may và tài vận trong năm mới. Đặc biệt là trong phong thủy, việc làm dở đồ trước khi qua năm mới sẽ khiến vận khí bị ảnh hưởng đáng kể. Chính vì vậy, vào đêm giao thừa, bạn nên chú ý tới các vật dụng dễ đổ dở trong nhà như chén, dĩa, ly, vì đó là những vật dụng rất dễ dở. Nếu gia đình có người làm rơi chúng vào đêm giao thừa hoặc năm mới thì có thể mang tới nhiều điều đen đủi khiến gia đình đổ dở và là điềm báo xấu cho cả một năm. Chính vì vậy, những thành viên trong gia đình khi làm bất cứ việc gì cũng nên cẩn thận, tránh đổ dở gây tiếng động mạnh khiến cho điềm xấu vào nhà. 5. Kiêng sát sinh cúng tế. Theo tập tục của người Việt, mâm cúng giao thừa phải cúng gà sống loại đặc biệt có đầy đủ màu cựa đẹp đẽ. Cho nên những ngày giáp Tết, nhiều gia đình mua gà về nuôi, đợi đến giao thừa thì giết thịt để cúng lễ.
Theo góc nhìn của nhà Phật, chúng ta không nên sát sinh để cúng tế, kể cả việc nuôi gà để giết cúng giao thừa. Đức Phật đã dạy rằng mọi sự cúng lễ không có sát sinh thì mới tốt đẹp. Cúng lễ mà có sát sinh thì chư Phật, các bậc thánh hiền không ứng sáng đàn lễ đó. Hơn nữa, không những không được công đức mà còn phải chịu tội ác. Có lần Đức Phật kể một câu chuyện với các tỳ kheo rằng, trong quá khứ có một người nông dân muốn cúng tế tổ tiên vào ngày giao thừa, nên đã đi bắt một con heo và dặn dò mấy đứa con của mình rằng, đem con heo này ra bờ sông tắm rửa, đeo hoa lên cổ cho nó, lấy 5 đồng tiền mua thức ăn cho nó ăn, sửa soạn cho nó xong rồi dẫn nó về. Mấy đứa con tuân lệnh đem heo ra bờ sông tắm rửa và sửa soạn cho nó ngay tại đấy. Con heo thấy được nghiệp kiếp trước của mình, biết rằng hôm nay đã đến ngày mình thoát khỏi mọi sự khổ đau, mừng vui cười lớn, phát ra những âm thanh như tiếng bình dở, khiến mấy người con ai nấy nghe đều hoảng sợ. Cười được một lúc thì heo lại nghĩ tới người nông dân kia sắp đem mình ra giết và phải chịu đựng quả báo đau khổ, bất giác sinh tâm thương xót cho ông ta, bèn lớn tiếng òa khóc lên. Bọn trẻ con của người nông dân sợ hãi và hỏi, heo ơi, khi thì mày cười, khi thì mày lại khóc, sao vậy? Heo nói, xin dắt tôi về gặp cha của các người, rồi hẳn hỏi tôi câu ấy. Bọn trẻ con dắt heo về, đem mọi sự kể lại cho cha nghe. Người nông dân nghe kể xong hỏi lại, tại sao mày cười rồi lại khóc? Heo mới nhớ lại trong ký ức để hồi tưởng lại túc nghiệp của mình, đáp lời của người nông dân rằng, ngày xưa tôi cũng là một con người, đọc tụng tinh thông quyển kinh Mano Pháp Điển như ông vậy. Vì muốn tế tổ tiên nên tôi giết heo đem cúng, và trong 499 đời tôi đã phải chịu quả khổ chết đứt đầu như tôi đã từng chặt đứt đầu chúng. Bây giờ là kiếp cuối cùng, là kiếp thứ 500. Hôm nay tôi sẽ thoát hết mọi đau khổ, vì thế tôi mới vui mừng mà cười to. Tôi lại khóc ngay sau đó, vì tôi giết một con lợn mà 500 đời phải bị cái nạn đầu lìa khỏi cổ. Tuy hôm nay tôi sẽ thoát khỏi ách đó rồi, nhưng nghĩ tới ông giết tôi rồi lại phải chịu cái khổ chết đứt đầu trong 500 đời như tôi, tôi xót thương ông mà khóc. Người nông dân nghe vậy liền đáp, heo ơi đừng sợ, tao sẽ không giết mày đâu. Ông nói gì vậy? Ông giết hay không giết tôi hôm nay, tôi cũng không thể thoát chết được. Đó là quy luật sinh tử đã được an bài sẵn, không ai thay thế được đâu. Nói rồi, ông đem heo đi thả và nói với mọi người không ai được giết nó, rồi sai các con cùng đi chung đường với heo. Heo được tự do chạy vào khu rừng cây rậm ở dưới một mỏm đá cao, vươn cổ lên gặm lá cây mà ăn. Đúng khi ấy, trên đỉnh mỏm đá bỗng vang lên tiếng sấm. Một góc của tảng đá bị nẻ ra, rồi trúng ngay cổ con heo đang vươn lên lúc ấy. Thế là heo bị đứt đầu mà chết. Có rất nhiều người bèn chạy tới tập trung xung quanh. Mọi người đều thấy được quả báo của ác nghiệp mà không dám sát sinh nữa. Khi đó Đức Phật thuyết pháp để cảnh giác họ cái khổ ghê rợn dưới địa ngục. Mọi người nghe pháp ấy quá kinh sợ bị đọa địa ngục, từ đó ngừng bặt việc sát sanh. Đức Phật cũng dạy mọi người thọ trì giới hạnh, tích tụ những việc thiện như bố thí, nên cuối cùng ai cũng được sinh lên cõi trời. Sát sinh để cúng tế không hề có phúc báo mà còn là một việc làm tội lỗi. Những người thích sát sinh cúng tế hãy mau hồi tỉnh. Chúng ta đón xuân mới an lành, không có sự giết chóc là điều tốt. Thay vì sát sanh, chúng ta có thể ra siêu thị, đến chợ, mua những thực phẩm có sẵn để ăn.
chúng ta thực hành theo tinh thần Phật dạy, không sát sinh cúng tế thì được lợi ích tốt đẹp. Trong đêm giao thừa và ba ngày Tết, chúng ta làm mâm cơm cúng thanh tịnh để cúng tổ tiên. Bên cạnh đó, chúng ta nên làm việc phúc, cúng dường tam bảo, hồi hướng cho tiên tổ để họ cũng được phúc báo. 6. Kiêng phơi đồ đêm giao thừa. Tôi để ý có rất nhiều gia đình vào hôm giao thừa vẫn sinh hoạt như những ngày thường, không kiêng kỵ điều gì cả. Điều này có ảnh hưởng tới gia đình mà không hề hay biết. Bạn có biết không, các chuyên gia phong thủy cho rằng vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ tới năm mới, mọi việc cần được thanh lọc. Nếu phơi quần áo vào đêm giao thừa sẽ khiến cả gia đình gặp xui xẻo không may. Vận may năm mới cũng sẽ bị ảnh hưởng đến gia đình. Chính vì vậy, những thành viên trong gia đình không được phơi đồ vào ban đêm. Hãy giặt đồ, dọn nhà vào sáng sớm để tránh đem xui rủi cho gia đình. 7. Kiêng đổ rác thải ra khỏi nhà. Kiêng dứt rác vào đêm giao thừa theo quan niệm phong thủy mang ý nghĩa làm đổ những thứ ô uế, làm cản trở tới vận trình của các vị thần. Theo đó, các vị thần không hài lòng thì vận may của gia chủ sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, dứt hay quét những đồ đạc ở nhà ra thì không khác gì dứt đi vận khí tài lộc của mình ra khỏi nhà cả. Vì vậy, gia đình nên dọn rác trước đêm giao thừa. Quý vị thân mến, bên cạnh những việc kiêng kỵ trong đêm giao thừa, chắc hẳn nhiều người cũng đặt ra câu hỏi rằng, vậy giao thừa cần làm những việc gì để cả năm sung túc? Bạn có biết từ xưa dân gian đã có câu có thờ có thiên, có kiêng có lành. Đêm giao thừa là thời gian trọng đại của cả một năm, nên gia đình cần làm những việc sau đây để có một năm may mắn, tài lộc, mọi sự hanh thông. Thứ nhất, gia đình cần dọn dẹp nhà cửa trước giao thừa. Dọn dẹp nhà cửa luôn là công việc bận rộn nhất vào những ngày cuối năm. Đây cũng là một nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống của người Việt và là tục lệ lâu đời của dân tộc ta. Vậy tại sao phải dọn dẹp nhà cửa trước Tết? Về mặt phong thủy và tâm linh thì ẩn sâu trong công việc dọn dẹp nhà cửa trước Tết mang rất nhiều ý nghĩa. Dọn dẹp nhà cửa trước Tết là để dọn dẹp lại những bộn bề, bụi bặm của năm cũ, sắp xếp và tạo mới một không gian sống ngăn nắp và sạch đẹp cho năm mới. Đây là một bước đệm để chào đón sự an khang thịnh vượng. Do đó, bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, phần lớn các gia đình đã cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa. Thông qua công việc này, các thành viên còn được chia sẻ và gắn kết hơn. Chính bởi vậy, từ xa xưa, ông bà ta đã có câu tề gia trị quốc bình thiên hạ. Điều này cho thấy tục dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt là dọn dẹp nhà cửa trước Tết, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, tục dọn dẹp nhà cửa trước Tết còn mang một ý nghĩa thuộc về đời sống văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc ta đã có từ lâu. Mọi người quan niệm, thần tài sẽ gõ cửa những ngôi nhà ngăn nắp, sạch sẽ và thơm tho. Đầu năm gọn gàng sạch sẽ, cuối năm sẽ sung túc đủ đầy. Do đó, việc dọn dẹp nhà cửa là một phần quan trọng để đón phúc lộc, tài khí cho cả gia đình trong suốt một năm. Thứ hai, dâng hương lên bàn thờ tổ tiên. Dâng hương lên bàn thờ Phật và tổ tiên là việc quan trọng trong ngày giao thừa đối với các gia đình, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán. Việc đèn hương trên bàn thờ thường được duy trì tới ngày quá vàng. Người xưa có quan niệm rằng trong những ngày Tết, các bậc gia thần và gia tiên luôn ngự trên bàn thờ của mỗi nhà. Nếu đèn hương bị tắt hoặc hạ lễ vật trước khi lễ tạ là điều bất kính. Khi dâng lên nén hương, dốc lòng bái thính với thần linh, gia thần tổ tiên để tỏ lòng biết ơn thành kính,
Mỗi nén hương được thắp sáng giống như một điểm tựa tâm linh, giúp con cháu có thể gửi gắm những điều thành tâm đến với người đã khuất. Thắp hương vào bát hương cần thực hiện nhẹ nhàng và cắm từng nét và cắm thẳng. Không nên cầm cả bó hương cắm vào bát hương, dù là bàn thờ gia tiên. Dâng hương là nghi thức tâm linh thiêng liêng mà con cháu hướng vọng về tổ tiên để bày tỏ lòng thành, sự biết ơn và cầu mong được sự che chở của thần linh và gia tiên. Bởi vậy, người thực hiện thắp hương cần có thái độ nghiêm cẩn, ăn mặc lịch sự, không hở hang, lộ liễu như là mặc quần áo cộc hay là áo khoét ngực. Trước khi thắp hương cũng cần tắm gội sạch sẽ hoặc rửa mặt, rửa tay để thể hiện sự thành kính, và đặc biệt là cần thắp hương số lẻ, tránh thắp số chẵn. Thứ ba, trả hết nợ nần năm cũ. Theo quan niệm Á Đông, giao thừa là một thời gian trọng đại. Nếu trước khoảng thời gian này bạn còn nợ tiền bất kỳ ai thì nên trả trước Tết, vì người xưa nghĩ rằng nếu còn nợ thì việc làm ăn không khấm khá, gây xui xẻo. Nợ liên miên gây sức mẻ tình cảm. Có người thanh niên chia sẻ nỗi buồn với chương trình rằng: "Tôi không bao giờ quên được những ký ức buồn của đêm 30. Mấy năm liền, ba tôi đều đi trốn nợ. Cứ tầm mười mấy, hai mươi mấy tháng chạp âm lịch là ba tôi bắt đầu những ngày trốn nhà, trốn nợ. Người ta đòi nợ riết cho tới ngày cận kề của năm mới, đêm 30 Tết. Tôi quên sao được những lời chửi rủa của các chủ nợ, cái cảnh người ta ngồi đầy nhà đợi ba tôi về trả nợ. Càng cận Tết, các chủ nợ càng đòi gắt gao hơn, những lời chửi rủa nặng nhẹ càng nhiều hơn. Có người đòi sống đòi chết ở nhà tôi, có người đòi đón giao thừa cùng nhà tôi cho vui. Cứ như vậy, ba tôi trốn chui trốn lủi tới tận đêm 30. Ba về bằng cửa sau với cái mũ lưỡi trai lụp sụp trước mặt, lưng đi khom khom, người cúi xuống thật thấp vì sợ vô tình có chủ nợ nào đó còn lảng vảng trước sân. Tôi không quên được hình ảnh ba tiều tụy, mặt mày hốc hác, đôi mắt buồn thâm quầng nhưng không thể chảy được giọt nước mắt nào. Ngồi bày mấy cánh bông vạn thọ trước bàn thờ lúc 12 giờ 5 phút đêm 30, lúc các con nợ vừa buông tha nhà tôi để về đón giao thừa. Những năm đó nhà tôi không bao giờ đón cái Tết an lành, chỉ buồn hiu hắt mà không ai dám nói với ai. Đã vậy, cứ mỗi lần bị người đòi nợ chửi rủa như vậy là y rằng cả năm đó nhà tôi làm ăn không được, mẹ tôi thì nhập viện suốt ngày. Qua câu chuyện này, ta thấy rằng những gì nợ nần trong năm cũ nên cố gắng trả hết, để gia đình bạn trước Tết sẽ có một cái Tết vui vẻ, về sau thì đón một năm mới với nhiều dự định mới. Khi không còn nợ ai nữa thì gia đình bạn sẽ đón nhiều tài lộc, làm ăn thuận lợi hơn rất nhiều. Thứ tư, lập kế hoạch chi tiết cho năm mới. Để có được một năm mới như ý thì tốt nhất bạn nên lập cho mình một kế hoạch chi tiết những điều bạn muốn thực hiện trong năm. Bạn hãy có niềm tin rằng những điều ước khi viết ra thì 75% sẽ thành hiện thực. Bạn hãy dành thời gian để nhìn lại một năm vừa qua, để ghi lại những cái được và chưa ổn trong tâm trí, những điều tiêu cực và tích cực. Cụ thể là bạn đã nuối tiếc những điều gì, bạn đã ân hận và muốn sửa sai ở những khoảnh khắc nào. Từ những câu hỏi này mà bạn có thể hoàn thiện bản thân hơn trong năm mới. Ở một góc độ khác, bạn sẽ có những ấn tượng không tích cực trong năm vừa rồi, và khởi đầu năm mới chính là thời gian bạn nên dành ra để tu sửa bản thân. Năm mới sắp đến, bạn cần lên kế hoạch với nhiều khí thế, và hãy chắc chắn rằng sau Tết bạn sẽ thực hiện đúng những dự định của mình. Nếu không thực hiện thì mọi dự định của bạn vẫn chỉ nằm trên giấy, và những ước mơ của bạn vẫn chỉ nằm trong suy nghĩ.
và điều này sẽ khiến bạn cảm thấy sự tiến bộ không cụ thể. Thay vào đó là những kế hoạch đầy những mỹ từ. Hãy bắt đầu từ những điều đơn giản như sinh hoạt điều độ, ngủ đúng giờ, dậy sớm để thoát khỏi cảm giác lười biếng. Từ đó, bạn mới có thể tạo ra những động lực để bản thân vượt qua hết tất cả những lười nhác tồn đọng. Thứ năm, sửa hoặc thay đồ hỏng hóc. Theo quan niệm phong thủy, việc giữ lại những đồ dùng hỏng trong gia đình sẽ để lại những gì xui xẻo ở năm cũ. Chính vì vậy, trong nhà nếu có gì hỏng hóc hoặc sứt mẻ thì nên sửa chữa hoặc bỏ đi, thay mới trước khi đón giao thừa. Đặc biệt, phải đảm bảo các bóng đèn trong nhà không bị hư. Nếu hư thì phải thay mới để dương vận cho gia chủ, nạp dương khí mới vào ngôi nhà. Nên bật tất cả điện trong nhà trong 3 ngày 3 đêm. Nếu cửa chính của nhà mình đối với cửa chính của nhà hàng xóm thì cần phải hóa giải bằng cách trải tấm thảm chùi chân màu đỏ trước cửa. Truyện nhân quả, gã thợ săn máu lạnh nhờ một lần nương tay với khỉ chúa thoát chết trong tích tắc. Tôi đã có dịp đến xã Phượng Tiến, huyện Định Quá, Thái Nguyên để mục sở thị tận mắt về cái hang thần bí mà người dân nơi đây luôn tôn kính. Hang nằm ở trên đại bàng bản Hợp Thành. Nó có nhiều tên như hang Ma Ba Tổng, hang Quan Tài hoặc hang Tiền, nhưng người dân nơi đây thường gọi bằng cái tên hang Ma Ba Tổng. Sự kỳ bí của nó khiến bao người phải ghê sợ, kể cả những người bản địa cũng ít dám bén mảng tới lãnh địa hang ma. Nằm ở độ cao cách thung lũng dưới chân núi khoảng 600 mét, đường lên hang Ma Ba Tổng vô cùng hiểm trở, dốc đá treo leo, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Vào những đêm rằm, người ta vẫn nghe thấy những tiếng hú hét vang vọng khắp cả núi rừng, xuất phát chính từ hang Ma Ba Tổng này. Nhưng có một người thợ săn lão luyện đã dám đặt chân tới đây. Và câu chuyện trong những lần đặt chân tới hang ma này đã khiến người thợ săn ấy phải giã từ sự nghiệp. Để tìm hiểu rõ câu chuyện, tôi đã tìm đến người thợ săn để nghe câu chuyện ly kỳ của ông. Ông là Hoàng Văn Nam, người ở bản Hợp Thành, một thời từng là tay súng bách phát bách trúng nổi tiếng nơi đây. Ngồi bên ấm trà trong buổi chiều, ông Nam chậm rãi nhớ lại từng chi tiết của chuyến săn định mệnh ấy với khách. Trong ký ức của ông Nam vẫn chưa bao giờ quên câu chuyện này. Đó là một buổi trưa cuối năm 1997. Như mọi buổi đi săn khác, sau khi ăn xong, tôi vác đồ nghề lên vai, dắt theo đàn chó săn tinh nhuệ cùng ba người anh em nữa thẳng tiến lên núi rừng Ba Tổng. Đồ nghề của ông là những cái bẫy sắc ngọt dùng để săn thú và khẩu súng săn đã theo ông chinh chiến hơn chục năm trời. Sau khi đặt bẫy, cả mấy thợ săn nhìn thấy cảnh con khỉ cầu xin được tha chết và cả gia đình con khỉ ấy dắt díu nhau vào hang. Người thợ săn như thức tỉnh, bao nhiêu năm cầm súng, giờ đây ông bỗng chùn bước bởi cảnh tượng chứa đựng cái tình chan chứa của nhà khỉ. Câu chuyện về một người thợ săn lão luyện buông súng bỏ nghề sau một chuyến săn định mệnh đã trở thành một huyền thoại sống nơi rừng núi đất chè, ngồi hút thuốc và ngồi đợi kết quả thu được. Mãi một lúc không động tĩnh gì, ông cùng anh em quyết định truy lùng theo kiểu đánh động theo thế gọng kìm. Lùng sục một lúc lâu, bốn người thợ săn nhìn thấy một con khỉ đầu bạc rất to xuất hiện trên gành đá. Cả bốn người chưa từng thấy con khỉ nào lạ lùng đến thế, nghĩ là một chiến lợi phẩm ngon lành. Mọi người cẩn thận, tỉ mỉ tiếp cận mục tiêu, cố không để con khỉ bỏ trốn. Khi cách con vật tầm 30 mét, những tiếng súng vang lên, con khỉ đầu bạc trúng đạn và hoảng hốt chạy trốn. Không thể đánh mất chiến lợi phẩm, những người thợ săn lành nghề rượt theo cho kỳ được. Lần theo vết máu,
ông Nam tới trước cổng hang ma Ba Tổng, nơi người dân bản địa ít ai dám đặt chân tới. Con khỉ bị chảy máu ở chân, nó ngồi trên phiến đá ngay trước cửa hang, cách ông Nam và đồng đội chừng 10 mét. Lúc này cả bốn người giương súng săn, nhắm bắn thẳng vào con vật tội nghiệp. Nhớ lại giây phút đó, ông Nam nói, kỳ lạ thay, chẳng phát súng nào trúng, dù con khỉ vẫn ngồi đó và chẳng thèm bỏ trốn như ban đầu. Nó dường đôi mắt ngần ngấn hai dòng lệ, nhìn chằm chằm vào những người thợ săn. Bất chợt, nó lôi từ đâu ra một nắm quả rừng, chìa ra phía chúng tôi, ý như muốn cho để cầu xin sự sống. Ông Nam kể lại rằng, chưa bao giờ trong đời đi săn của mình, ông lại được chứng kiến cảnh tượng đầy xúc động đó. Nhưng việc của một gã thợ săn là giết thú rừng, nên mặc dù tấm lưng đã ướt nhẹp mồ hôi, ông vẫn quyết tâm phải bắn hạ cho bằng được con vật đáng giá ấy. Điều ông không bao giờ nghĩ đến chính là lúc ông giơ khẩu súng săn bén mùi thịt rừng của mình lên, thì bất chợt có thêm hai con khỉ nữa xuất hiện, một to một nhỏ. Chúng nhìn chằm chằm vào những người thợ săn, rồi chắp tay giái lấy giái để, miệng phát ra những tiếng kêu ú ớ như cầu xin tha mạng. Chứng kiến cảnh tượng đó, bất giác, ông Nam và những người anh em buông thõng súng xuống, không ai bắn nữa, rồi cứ đứng như trời trồng, để mặc ba con khỉ dìu nhau vào hang mà lẩn trốn. Cuộc chạm trán đầy bất ngờ và sự đối đầu không lường trước được giữa một gia đình khỉ với những người thợ săn lão luyện như ông Hoàng Văn Nam đã khiến bản tính ông thay đổi ít nhiều. Sau đó, tâm tính ông hiền lành hơn, sự vô cảm dường như không còn nơi chất chứa. Chứng kiến tình cảm của những con vật ấy, ông Nam cảm thấy ám ảnh. Những lần sau, ông vẫn tiếp tục đi săn, nhưng không còn săn những con thú lớn, mà chỉ tìm bắt những loại động vật nhỏ mà thôi. Sự thoát chết kỳ lạ. Tiếp đó, khi kể lại câu chuyện thoát chết trong gang tấc nhờ sự cứu mạng của bầy khỉ, mà đứng đầu là con khỉ đầu bạc, ông Nam vẫn không khỏi rùng mình. Đó là cả một sự tích, một câu chuyện thần thoại trong đời thực mà ông Nam may mắn được làm nhân vật chính. Đó cũng là nguyên cớ khiến ông quyết định bỏ nghề, rửa tay gác kiếm, không còn vương vấn gì đến cái nghiệp sát sinh thú rừng nữa. Những năm đó, vì không còn đi săn thú nên tôi cũng không cần nhiều chó săn như trước. Mỗi lần đi, tôi chỉ mang theo một chú chó để huấn luyện dần. Trong một lần đi săn, tôi mang theo chú chó chuyên bắt rắn. Khi tôi và con chó của mình tới trước gần núi đá dựng đứng trước hang ma Ba Tổng, một địa điểm từ trước tới nay ông chưa từng đặt chân khám phá, tôi quyết tâm chinh phục một lần. Ông kể, nói là làm, ông Nam bám tay leo lên những gờn đá sắc nhọn cao tầm 7 mét để tiến vào một cái hang sâu phía trên vách núi. Thế nhưng thật không may, lúc ông đang thận trọng bám từng nắm tay chắc nịch vào mỏm đá, thì bất ngờ tay ông chạm phải một con rắn hổ đang trườn bò phía trên vách núi. Theo bản năng, con rắn phình hai cái mang to như bàn tay người, rồi đớp lấy tay gã thợ săn. Nhanh như cắt, tay trái ông Nam bám chặt vào mỏm đá, còn tay phải, theo phản xạ, buông ra khỏi phiến đá để tránh sự tấn công của con rắn. Rồi tôi bị trượt tay, té ngã xuống quãng đất trống phía dưới gờn đá. Trong lúc da đập xuống, tôi mơ hồ như có cái gì đó kéo tôi lại, rồi tôi ngất đi. Lời ông Nam. Tỉnh lại, ông thấy mình nằm trong khe đá. Ông không hiểu sao mình lại mắc được vào đây, bởi chỉ chút nữa là ông đã ngã xuống vực thẳm. Gần đó, bầy khỉ đầu bạc vẫn ngồi gần chỗ ông nằm. Chúng không hề hoảng sợ mà chỉ ngồi nhìn. Điều bất ngờ hơn là ông nhận ra con khỉ đầu bạc đã xin ông tha chết trong lần đi săn trước. Ông tin rằng chính bầy khỉ đã cứu mạng ông trong phút nguy cấp đó.
Sau sự thoát chết thần kỳ ấy, ông Hoàng Văn Nam lẳng lặng trở về, rồi nhất quyết bỏ nghề mặc cho sự can ngăn của bè bạn, người thân. Ông cho rằng ăn của rừng rưng rưng nước mắt, cái gì cũng có cái giá nhất định của nó. Ông khuyên con cháu không được theo nghề sát sinh, nhất định phải sống làm người lương thiện. Theo ông, không làm điều ác. Lời cầu nguyện của gã giang hồ. Buôn gỗ tìm trầm, bảo kê quán xá, đòi nợ thuê, mua bán ma túy. Ông được các đại ca nể nang, bởi việc gì ông cũng nhận làm và làm rất ngon lành. Sau mỗi phi vụ, điểm xả hơi của ông là khu đèn đỏ. Vợ ông, cô gái hiền lành, vì đem lòng thương gã giang hồ mà bị gia đình từ mặt, không còn hơi sức để ghen tuông và cũng không còn nước mắt để khóc. Bà đi chùa cầu xin cho mình gánh hết mọi tội trạng của chồng. Con người tới chùa với tấm lòng trong như ngọc, nhẹ nhàng. Con người tới chùa với đầy nỗi niềm nặng trĩu. Nhưng không ai giống kiểu như bà. Bà cố hết sức để lặng lẽ. Nhưng mà cứ mỗi khi bà đi ngang qua một ngôi chùa khác, thì chỉ vài ba bữa sau, người ta đã biết bà là vợ của gã giang hồ đầy tai tiếng. Mỗi khi bà xuất hiện thì mọi ánh mắt âu lo hướng về phía thùng tiền công đức như là nó sắp mọc cánh bay đi. Thị xã có 6 ngôi chùa thì bà đã chuyển việc lễ Phật của mình đến ngôi chùa thứ 6. Rồi thì chẳng còn ngôi chùa nào khác để lẩn tránh. Bà đành phơi mặt ra, cắn răng chịu mọi điều tiếng xì xào. Thùng tiền công đức vẫn còn nguyên đó, lời xì xào thành ra là: tiền cúng dường của vợ gái giang hồ có phải là tiền sạch không? Có xứng đáng được chung thùng công đức với mọi người không? Bà vội rụt lại, tờ tiền trong tay bà run bần bật. Người ta không tin, nhưng Phật thì chắc là tin. Bà thề với Phật, đây là tiền lương con gái đi làm công nhân xí nghiệp may đã cho bà. Chắc là Phật chứng giám cho thành tâm của bà, nên gần suốt cả đời bà năn nỉ gian xin mà chồng cứ hứa rồi quên. Nay bà chỉ nói một câu: ông coi chừng đợi cha ăn mặn đợi con khát nước đó. Vậy mà chồng giật mình, nhìn lại hai đứa con lớn phỏng hồi nào không hay. Đứa con gái hiền lành nhu mì như mẹ, không làm ông lo lắng. Nhưng mà đứa con trai đã bắt đầu hút sách cờ bạc và đã biết hùng hổ cãi lại: bà khác gì con mà nói. Lần đầu tiên trong đời, ông muốn mình khác đi để con trai mình cũng khác đi. Lần đầu tiên ông biết sợ, sợ cho con. Ông tuyên bố chia tay giang hồ về làm bảo vệ ở xí nghiệp may. Vậy mà ông đã không bảo vệ được con gái mình là công nhân ngay tại xí nghiệp may đó. Đưa con gái ngoan hiền đi ra cổng xí nghiệp, vừa lúc cuộc đánh ghen ập tới, ai đó hét lên: lộn rồi, không phải nhỏ đó đâu. Thì đã muộn, lưỡi dao đã cắm phập vào ngực, máu chảy thấm áo. Con gái hiền ngoan của ông chết ồn ào như một tay anh chị giang hồ, vì đâu phải ai cũng biết cái chết này oan khuất. Vợ ông nức nở: tôi cầu xin gánh tội thay cho ông, mà nào ngờ con gái mình mới là người trả nợ cho ông đó. Tang lễ con gái, lần đầu tiên ông biết bài chú Đại Bi, cũng như lần đầu tiên đoàn Phật tử đến nhà ông mà tâm không phân biệt. Họ nhận ra vợ chồng ông cũng như họ, niềm đau khổ, nỗi phận người không chừa riêng ai. Thành tâm tụng chú Đại Bi để người chết được siêu thoát. Sư cô nói, nhưng nhà chùa và Phật tử giúp chỉ là tha lực. Người nhà mới là tự lực, mới là quan trọng nhất. Hoàng lương quá muộn, ông chưa kịp làm gì cho con gái. Ừ thì tự lực. 49 ngày đêm ông tụng chú Đại Bi như một món quà muộn màng tặng cho con gái. Có kịp để con gái ông được đến cõi an lành không?
ông muốn tin là có. Ai cũng thuộc lòng bài chú, vợ ông cũng đã thuộc lòng. Chỉ một mình ông phải cầm tờ giấy, bài chú in riêng cho ông, chữ cỡ to và đậm, để ông đọc không bị mỏi mắt, và lỡ mà cặp kính lão thị có quên đâu đó, thì ông cũng vẫn đọc được. Thật ra ông vấp váp không phải vì không có cặp kính lão thị, mà vì cứ vừa đọc vừa hỏi lung tung trong đầu: mình đang làm gì đây? Chỉ cần niệm Phật và đọc lào lào trang giấy này mà tiêu tan được nỗi uất hận dâng trong lòng mình sao? Vừa đọc, ông vừa nhớ tới người đàn bà và con dao cắm phập lúng cán trên ngực con gái mình. Rồi ông nhìn thấy con trai mình trừng trừng nhìn quan tài em gái hạ xuống quyệt. Đường gân quai hàm nó cắn lại hằn dấu căm hận, tay nó bốc từng nắm đất quăng xuống như phóng dao. Ông rùng mình, không, lạy Phật ở trên cao, nếu con gái hiền ngoan chết đi trong oan ức là quá đủ rồi. Ông sẵn sàng đọc chú Đại Bi suốt cả quãng đời còn lại, cho con trai mình được an lành. Ông sẵn lòng tha thứ cho người đàn bà ghen tuông nhầm lẫn đó. Sau tang lễ, giang hồ nghe ngóng đợi ông ra tay trả thù. Đợi hoài không thấy động tĩnh gì, giang hồ cười cợt: ông già rồi, mỏi gối chùng chân rồi. Lại nghe nói ông nhốt con trai trong phòng và tự ông cất giữ chìa khóa. Giang hồ thở dài, coi như là ông hết thời thiệt rồi. Quả là hết thời rồi, vì chìa khóa còn trong túi ông mà con trai biến ra khỏi phòng từ lúc nào không biết. Đến khi gió đập cánh cửa sổ, ông mới nhìn thấy mấy thanh song cửa đã bị bẻ gãy. Ông hối hả lùng tìm con trai khắp nơi. Nghe phong phanh người đàn bà đó đang trốn ở đâu là ông tìm tới. Chú Đại Bi giúp con gái ông siêu thoát, vậy có giúp ông tìm ra con trai mình trước khi nó ra tay hay không? Ông tự hỏi và tự hy vọng. Vừa chạy xe trên đường, ông vừa lẩm bẩm: ta bà ha, ta bà ha, ta bà ha. Không có tờ giấy, ông không đọc trọn vẹn được. Lạy Phật, nếu con trai con qua được tai nạn này, con hứa sẽ thuộc đầy đủ. Âm thanh gào rú đinh tai nhức óc, những cái xe phân khối lớn lao tới. Ông vội tấp vô lề đường và sững sờ thấy cái đứa bị truy đuổi là con trai mình. Bà ơi, cứu con! Con trai ông nhảy xuống xe và chạy tới sau lưng ông. Lưng nó dựa vô lưng ông. Cái thế này là cặp bài trùng. Ông nghiến răng, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng. Ông phải bảo vệ con trai mình. Chợt cảm thấy điều gì đó. Lần đầu tiên hai cha con đứng gần nhau tới vậy, chạm vào nhau. Lần đầu tiên ông nhìn thấy rõ từng sợi gâu quanh mép con trai mình. Lần đầu tiên ông nhìn tận đáy mắt con trai mình. Nó đang rất sợ hãi. Giang hồ không biết sợ hãi. Biết sợ hãi chỉ là giang hồ giặc thôi. Giặc, thằng con trai của ông chỉ là giang hồ giặc. Vẫn còn kịp ngừng lại. Những mặt mũi bậm trợn chạy xe thành vòng tròn vây quanh cha con ông. Tụi mày muốn gì? Ông quát to. Con trai tao làm gì tụi mày hả? Nó không làm gì tụi này. Một gã cười nham nhở. Tụi này nhận tiền người ta thuê để thịt nó. Ông đau khổ nhìn con trai. Mày làm gì ai mà ra chuyện này? Con trai ông lắc đầu. Có làm gì đâu, con vừa ngừng xe trước quán cà phê là tụi nó lao ra, con chạy. Gã đầu đàn cười rách mép. Có gì đâu mà người ta chịu chi cả 100 triệu để tóm mày hả? Nghiến răng, ông suy tính rất nhanh. Mình là đồ bỏ đi rồi. Ông nhìn gã có vẻ là đầu đàn. Mạng đổi mạng, xí xóa. Tao chết thay con tao, được chưa? Quay nhìn con trai, ông nói nhanh. Về nhà với má đi con. Tiếng điện thoại reo chát chúa. Gã đầu đảng áp điện thoại vô tay, nhướng mắt. Bắt được nó rồi hả? Nó chịu nhận tội rồi hả? Nhét điện thoại vô túi, gã nhìn ông cười cười. Xin lỗi, lộn, không phải con ông. Những cái xe gầm rú xa dần,
bỏ lại cha con giữa đường. Ông thở phào. Lang thang giữa đường chi để bị tay bay giả gió? Ngừng, rồi ông nói thêm như năn nỉ. Thôi, về nhà đi con. Ông không mong con trai chịu nghe lời mình ngay. Ông chuẩn bị để khóa tay nó lại mà kéo đi theo mình. Đứa con trai nhìn ông bằng ánh mắt rất lạ. Hồi nãy ba nói, để ba chết thay cho con hả? Giọt nước mắt của con trai rơi xuống tay ông, nóng ấm. Người đàn ông tiếp tục kể chuyện đời mình cho tôi nghe trong quán cơm chay. Hồi đó ra tòa, thấy mấy đứa con của người đàn bà đó khóc quá chừng. Cũng tại ông chồng trăng qua mới xảy ra chuyện, chứ người ta cũng tội nghiệp. Vợ chồng tôi làm đơn xin giảm án cho người ta mau được về với bầy con. Bây giờ thì ông đã thuộc lào lào chú Đại Bi. Con trai tôi giờ làm công nhân kỹ thuật ở xí nghiệp may. Coi như là suất của em nó để lại cho nó. Năm nào nó cũng được bình xét tiên tiến loại A cô à. Ông cười, lộ hàm răng súng mấy cái. Linh thiêng ghê ha cô. Mà hồi đó tôi chỉ mới thuộc có mấy tiếng ta bà ha thôi đó. Ông nhiệt thành ngước nhìn lên trời. Có lẽ trong mắt ông, Đức Phật luôn ở trên cao. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông Thành Đạt Media. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức. Người chân voi. Thái tiên sinh năm nay 67 tuổi, người Triều Châu. Năm 1941, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, quê nhà bị vây hãm, sinh hoạt bị ép ngặt. Thời thanh niên, ông ly hương qua nước Thái Lan mưu sinh, hiện đang cư ngụ tại miền Trung Thái Lan, sống bằng nghề buôn bán. Hai chân ông bệnh giống như chân voi, đã 9 năm rồi. Thái tiên sinh rất ưa ăn thịt ngỗng và uống rượu. Hàng ngày mỗi tối, ông dùng một mâm thịt ngỗng và nửa vò rượu. Ngày nào cũng thế. 10 năm trước, ông theo đoàn du lịch đến miền Đông Bắc Trung Quốc du ngoạn và được ăn một lần món chân gấu vang danh cổ kim, khiến cho ông cứ về nhớ nhung mãi. Tiếc là chỉ có lần đó, vì sau khi về đến Thái Lan thì ông không còn dịp thưởng thức món chân gấu quý giá đó nữa. Cho dù là vậy, Thái tiên sinh vẫn ưa ăn chân gỗng vì nó có chút mùi vị tương tự. Từ đó, ông thường dùng chân ngỗng nhắm rượu cho đỡ nhớ chân gấu. Sau này, có người bày ông cách dùng chân ngỗng. Nói rằng, không những mùi vị có thể ngon ngang chân gấu mà còn có thể giúp bổ tinh, tráng khí, dưỡng thần, là phương pháp bí truyền của các quân vương thời cổ đại. Thế là Thái tiên sinh học cách chế biến chân ngỗng. Tại trên cái bàn sắt, chung quanh có lan can bao kính. Ông bắt con ngỗng sống thả lên bàn, để nó đứng như vậy, rồi sau đó nổi lửa, đun củi bên dưới, nung nấu dần dần. Tùy theo nhiệt độ gia tăng, bàn sắt từ từ nóng lên, con ngỗng dần dần chịu hết nổi, nó bèn co một chân lên, nhiệt độ càng tăng cao. Hai chân ngỗng đều chịu hết thấu. Nó phải vừa co, vừa buông, giống như khiêu vũ vậy. Lúc này, ngỗng có muốn chạy trốn cũng không được, vì chung quanh đã rào kính. Đợi bàn sắt nóng đến đỏ rực, thì hai chân ngỗng nhảy liên tục như điên, như cuồng phong bão vũ. Nó liều mệnh mà nhảy, chỉ có nhảy và nhảy thôi. Sau đó nó nổi cùng, tông lung tung, cố dương ra hết ga, phát ra tiếng kêu thê thảm, ai oán, rồi té xuống. Bây giờ, hai chân nó bỗng đỏ sưng vù, nhưng chưa tắt hơi. Thái tiên sinh thấy vậy, liền nhanh nhẹn chặt chân nó đi. Ngỗng đau đớn ngất xỉu rồi tỉnh dậy, lại tiếp tục hôn mê rồi chết. Nhưng lúc này, Thái tiên sinh bất quản, chỉ quan tâm đến việc đem chân ngỗng ra ngoài rửa sạch, rồi nấu với thuốc, chùm lửa riu riu. Theo truyền thuyết,
Khi con ngỗng vũ trên bàn lửa xong, toàn thân khí huyết đều tập trung xuống đôi chân. Thịt ngỗng cũng biến thành vô vị, không có giá trị dinh dưỡng bổ béo gì. Lửa bàn sắt nung nấu khiến cho máu huyết toàn thân đều tập trung xuống chân nó, gọi là chân ngỗng luyện đan. Thái tiên sinh cứ thế mà ăn chân ngỗng luyện đan mấy năm rồng. Sau đó, chân ông phát bệnh, vừa đỏ vừa sưng phù giống hệt chân voi. Từng khớp xương trên thân đều đau đớn. Bác sĩ nào cũng khám qua, uống đủ thuốc đông y lẫn tây y mà vẫn vô hiệu. Một ngày, chân ông đau hết 24 giờ. Cả năm, chịu đau 365 ngày. Thống khổ này dày vò hành hạ ông suốt 6 năm ròng rã, khổ đến không chịu nổi. Nhiều lần ông muốn tự sát, may được hiền thê giữ lại và hiếu tử khuyên lơn, ông mới ráng kéo dài hơi tàn. Một đêm nọ, ông mơ thấy một bầy ngỗng không chân tìm đến, hung bạo mổ cắn. Lúc tỉnh dậy, toàn thân ông xuất hàng mồ hôi dầm dề. Ông liên tưởng đến bệnh của mình, ác là có liên quan đến việc ăn chân ngỗng, vì ông đem con ngỗng còn sống nhốt trong bàn sắt nướng nó, chứng kiến nó khiêu vũ trên lửa thảm thương. Càng nghĩ thì tim kinh thịt rung. Bất giác, ông nhìn xuống đôi chân sưng đỏ của mình. Ôi chao, giống hệt như chân ngỗng vừa mới khiêu vũ nhảy nhót trên lửa xong thì bị cắt đi vậy. Chính do thèm khát ăn chân ngỗng mà ông đã tạo nhân ác, nên bị hồn quỷ của ngỗng đòi nợ. Báo ứng, báo ứng. Không ngờ nhân quả báo ứng nhanh đến như thế. Bây giờ lương tâm tỉnh giác, ông nhờ vợ dìu ra ngoài cổng, quỳ xuống chí thành hướng trời cao sám hối. Ông phát thệ nguyện: từ ngày nay trở đi, không sát sanh, không ăn thịt, nguyện thành khẩu trường chay, ăn chay đến chết. Bà vợ ở bên cạnh cũng phát nguyện ăn chay theo ông. Nói ra cũng lạ, kể từ sau khi ông hướng trời sám hối, lập nguyện xong, chân không còn sưng đau nữa. Chỉ có hình dạng bên ngoài nhìn thấy rất khó coi, cử động bị khó khăn thôi. Đến nay, ông không uống thuốc hay tìm bác sĩ chữa bệnh nữa, bởi vì ông hiểu đây chính là chứng cứ quan gia tìm đến báo oán, cho nên không muốn chữa trị làm chi. Thôi thì cam chịu lưu cái chân voi này, làm bằng để cảnh giác người sau. Chớ vì dục vọng ham sướng miệng nhất thời mà sát sinh. Phải biết, thức ăn vừa qua cổ họng là biến thành chất thải, nếu tạo ác nghiệp sẽ bị báo ứng mãi mãi không ngừng. Đúng như thánh xưa từng nói, hòa phúc không cửa, do chính ta tự chiêu. Báo ứng của thiện ác như bóng tùy hình. Thái tiên sinh, nếu được thì nên làm nhiều việc thiện, tạo công lập đức, vì chỉ có công đức mới có thể giúp tiêu oan giải nghiệp, nghiệp hết bệnh trừ. Nghiêm cư sĩ. Nghiêm đại cư sĩ là nhân vật khá nổi tiếng đối với các tự viện trong nước. Sở dĩ người ta gọi ông là đại cư sĩ là do ba điều. Thứ nhất, ông rất giàu, sở hữu nhiều hãng tiệm khắp các thành phố lớn trong nước. Thứ hai, hùng tâm in kinh tạo tượng cúng dường bố thí cực kỳ mạnh. Thứ ba, tính khí nóng nảy cũng bự tương đương. Người như Nghiêm đại cư sĩ đây tôi đã sớm nghe danh, nhưng bây giờ mới có dịp quen biết khi ông đến bái kiến hòa thượng Diệu Pháp. Ông khoảng chừng 60 mấy tuổi, nhưng đầu tóc bạc trắng hết. Thoạt nhìn thấy ông chẳng có phong độ đại gia chi cả, ngược lại còn giống hệt một người làm công già thoái hư. Ông mặc một cái áo lạnh màu lam, quần cũng màu lam nhưng nhăn nhúm, chân băng giày du lịch mà giày cũng nhớt nhác. Bề ngoài lôi thôi này ít khơi gợi sự chú mục của người, nhưng vì tôi đã nghe nhắc nhiều về thành tích của ông, vốn đổi danh là kẻ xem kim tiền như rác rưởi, tính rất hào phóng, rộng rãi. Có người kể, ông có một tượng Phật bằng vàng, rất quý. Chỉ cần khách đến thăm, tán thán, ngưỡng mộ, ngợi khen, là ông liền hai tay bưng tặng, dâng cho.
hễ gặp kinh sách Phật giáo hay thì lập tức cho sắp xếp in ấn, số lượng ít nhất thì cũng phải đầy một container 20 tấn. Ông mà đến chùa nào, chỉ cần phát hiện bàn ghế chén mâm, nghĩa là thấy vật dụng trong chùa không đủ dùng hay bị hư hao, thì lập tức bỏ ra số tiền kết sù để ủng hộ. Sau này, ông tuyên bố: bây giờ tôi không đưa tiền nữa, mà tôi sẽ trực tiếp mua vật dụng, những thức ăn mà chùa cần, rồi tôi sẽ đem tới. Bởi vì từ khi ông phát hiện trong tự viện có cư sĩ nhận tiền ông xong, không những chẳng mua đồ mà còn biến mất tâm. Tôi cúng dường mà tạo dịp cho họ xuống địa ngục, thì tôi cũng có tội, cho nên từ nay về sau, tôi chỉ cung ứng đồ chứ không đưa tiền. Ông trợn mắt, nói với vẻ rất tức giận. Ông còn vì ngôi chùa nọ tạc một tôn tượng Quan Thế Âm cao 22 mét bằng gỗ thơm, cho thép vàng toàn bộ là 2 ký, tiêu hơn 100 vạn nhân dân tệ. Hòa thượng Diệu Pháp mời ông ngồi, hiền hòa hỏi: sớm đã nghe nói về ông, có chuyện gì mà muốn tìm ta? Hiện tại ông đã thoái hưu rồi, có phải không? Hai chân mình đi đứng khó khăn, cảm giác rất nặng. Ngoài ra còn bị nhức đầu mấy mươi năm nay, đã khám đủ các bệnh viện đổi danh trong nước lẫn ngoài nước, tốn bồn tiền nhưng không hiệu quả. Ông cũng có bái thỉnh mấy vị Phật sống Tây Tạng xin quán đỉnh cho, nhưng cũng không dứt được chứng nhức đầu. Hiện tại, ông giao xí nghiệp cho các con quản, tự mình niệm Phật, tới lui các tự viện, thực tế là muốn cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho bệnh thuyên giảm, nếu không, ông ăn ngủ đều bị phiền muộn, cho nên hay phát cáo bực. Ông thành thực, thưa với sư phụ: con thừa hiểu, tiền tài thế lực dù lớn, cũng không thắng nổi nghiệp lực, không giúp giải hết ưu tư. Cho nên mấy năm nay, con tận lực làm chút việc cho Phật giáo. Hy vọng tương lai, lúc ra đi, có thể yên lành giảng sinh không thống khổ. Đọc cuốn Báo Ứng Hiện Đời rồi, con mới biết danh sư phụ, thông qua về mối giao lưu, dò la dữ lắm, mới biết rõ được chỗ ngài cư trú. Cho nên con mạo muội tìm đánh bái kiến ngài. Và con cũng hiểu là ngài bế quan tu không tiếp khách, nhưng mà con vẫn cố chấp, ráng tìm đến trước cửa của ngài. Xin hòa thượng từ bi hiểu cho mà tha thứ. Con một mực rất muốn biết, tại sao con vì Phật giáo tạo nhiều công đức lớn nhỏ có đủ, thậm chí đã ăn chay bao nhiêu năm nay, chẳng những bệnh nhức đầu không lành, mà chân cũng có vấn đề nữa. Mong hòa thượng từ bi khai thị. Hòa thượng bảo: cư sĩ chẳng nên khách sáo. Tôi sợ dĩ không tiếp khách, là vì khí lực chưa đủ. Lúc sách Báo Ứng Hiện Đời chưa ra, tôi có thể tùy duyên mà giảng nhân quả để cảnh tỉnh thế nhân. Nhưng khi sách ra rồi, lại thành giống như quảng cáo về tôi, khiến nhiều độc giả không minh bạch đạo lý, chỉ biết hướng ngoại cầu, đi khắp nơi tìm Hòa Thượng Diệu Pháp. Biến tôi thành thần y, làm vậy là quá sai lầm. Nếu như không biết hướng nội cầu, tự sửa ngôn hạnh cho minh chánh, thì dù có gặp Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng không thể ly khổ đắc lạc được. Những chuyện khác của ông tôi không cần bàn. Trình độ văn hóa ông không cao, nhưng ông biết tại sao sự nghiệp mình quá thành công không? Nghiêm cư sĩ đáp: dạ, đây là nhờ chính sách tốt của quốc gia. Sư phụ bảo: nói thế chỉ là duyên phụ, một phần nào thôi. Toàn quốc, người mở xưởng làm ăn rất nhiều, nhưng thành công như ông đây có rất ít. Nghiêm cư sĩ hỏi: vậy,
nhất định là nhờ dân dâu đời trước của con à. Sư phụ nói, vì sao ta nhắc việc này với ông? Bởi nó liên quan đến chứng nhức đầu của ông. À, tại sao vợ ông không đi theo? Dạ, vốn là vợ con cũng định đi, nhưng do trong nhà có nuôi một con chó đực, cho nên bả đi thì không có ai chăm sóc nó. Dạ, thưa sư phụ, vì sao ngài hỏi về bà ấy ạ? Sư phụ nghiêm trang nói, bởi vì ông đi đâu, vợ ông đều quấn quýt đeo theo mà. Nghiêm cư sĩ cười đáp, dạ đúng vậy, con đi đâu bà cũng đòi theo, xa một chút thì không yên tâm, có lúc con cũng cảm thấy hơi phiền. Sư phụ nghiêm trang nói, ta kể cho ông nghe một chuyện được không? Nhưng nghe rồi không được nổi giận đó. Nghiêm cư sĩ cung kính thừa nhận rằng mình đã xem qua báo ứng hiện đời nên không dám nổi giận. Nghiêm cư sĩ liền lễ ba lại và nói, chính vì nghe ngài giảng như vậy mà con tìm tới. Sư phụ kể, cách đây trăm năm, có một cậu bé mồ côi, khoảng mười mấy tuổi, đi xin ăn, rồi trôi dạt đến ngôi chùa, nằm lưng chừng núi. Hòa thượng trụ trì hỏi thăm thằng bé, thấy nó bơ vơ, không chỗ nương, nên tội nghiệp thu nhận, cho nó ngủ tại một gian phòng trống trong chùa, làm tạp vụ, lúc cần thì cũng sai nó xuống núi đi chợ. Sau đó chẳng biết nó nhặt được ở đâu một con chó vàng. Một tối nọ dẫn về ở chung, lúc nào nó xuống núi thì có con chó đi theo bầu bạn, giúp tăng thêm can đảm. Mỗi khi nó về đến chùa thì con chó vàng luôn tiến đến trước, đập cửa sủa gâu gâu, gọi người dùng. Ban đêm, cậu bé và con chó ngủ cạnh nhau, cả hai cùng nương nhau mà sống. Mỗi mùng một hay ngày rằm, thường có nhiều thiện nam tín nữ dưới núi lên viếng chùa, nhìn thấy gái trai già trẻ hân hoan bái Phật thắp hương, vui đùa hớn hở, cậu bé càng thêm thèm thuồng ước ao, tự cảm thán và hay nói với con chó. Tương lai tao chỉ cần cưới được cô vợ nghĩa tình cỡ như mày là tốt rồi. Ngày ngày quấn quýt đeo theo tao, bầu bạn với nhau thì rất là tuyệt. Lại một hôm, khách đã về cả rồi, trong lòng cậu có chút thắc mắc, liền lên đại điện thắp hương, đứng trước tượng Phật. Cậu ngẩng đầu chiêm ngưỡng từ dung tôn nghiêm rất lâu, rồi tự lẩm bẩm một mình. Đức Phật ơi, con cũng chẳng biết ngài có thật hay không nữa, nhưng mà nếu ngài có thật, thì ngài hãy cho con giàu lên một chút, có thể sở hữu mọi thứ nhiều nhiều lên một chút. Đang nói đến đây, thì cậu bỗng nghe tiếng hòa thượng vang lên phía sau. Chẳng phải là ngươi đang mơ ước phát tài hay sao? Cậu quay đầu lại, thưa. Bạch sư phụ, ai mà không muốn phát tài chứ, nếu mà con giàu thì có thể thành gia lập nghiệp rồi. Hòa thượng bảo. Đúng, sung túc thì có thể thành gia lập nghiệp, nhưng bất kể giàu sang đến mấy, người ta ai cũng phải già. Bệnh, già, sớm muộn gì cũng chết trong tiếng khóc vĩnh biệt, tiễn đưa của con cái. Ngươi xem, có đúng như vậy không? Cậu nghe sư phụ nói, ngẩn ngơ một lúc, rồi thưa.
Như vậy thì dù con giàu cũng chẳng sướng được bao nhiêu năm, một khi bệnh, chết đến, thì vẫn khổ hả sư phụ? Đúng vậy, bất kỳ ai cũng không trốn thoát quy trình sinh, lão, bệnh, tử, tới lúc chết thì vẫn phải ra đi trắng tay, thay dùi xuống mộ, rục rã, rồi cuối cùng biến thành bụi đất, còn thần thức thì tiếp tục luân hồi, đi đầu thai làm trâu, làm ngựa, thọ khổ sinh tử không cùng tận. Bạch sư phụ, thật có chuyện đầu thai chuyển thế không? Hòa thượng chỉ vào con chó ở bên cạnh cậu, giải thích. Thì đây, con vàng này kiếp vừa qua là một sa di trong chùa, nơi đuôi mày phải chú ấy có một nốt ruồi. Bởi do lúc dọn cơm, chú đã lén ăn trước một cái bánh bao. Khi tri khố phát hiện thiếu một cái bánh bao, bèn hỏi chú, thì chú một mực phủ nhận, còn thề rằng. Nếu như tôi có lén ăn bánh bao, thì tương lai sẽ biến thành con chó. Sau đó, chú Sa Di mắc bệnh chết, quả nhiên đã đầu thai thành con chó và đến chùa này. Khi người dẫn con chó về đây là ta nhận ra ngay. Bây giờ, người hãy xem kỹ đuôi mày phải của nó, thật có phải nốt ruồi màu nâu hay không? Nghe hòa thượng nói vậy, cậu bé hơi hoài nghi, bèn khom xuống, đưa tay vạch lông gần đuôi mày con chó ra xem. Cậu kinh ngạc kêu lên. Trời đất ơi, quả có nốt ruồi đây nè. Sư phụ, con chó này theo con bao nhiêu năm, con không hề biết, vậy mà sư phụ lại phát hiện nó có nốt ruồi. Người phạm sai lầm nhất định phải can đảm nhận lỗi và sửa chữa, không thể che giấu ương bướng chối phăng, rồi còn dùng lời thề độc để chứng minh mình trong sạch. Giả như đương sự không có lỗi thì không sao, còn cứ một mực nói điêu, thề ẩu, thì sớm muộn gì, lời thề cũng hiện thành sự thật. Sau khi con chó đã xong nghiệp báo rồi, thì nó tái sinh làm người, lại tiếp tục tu hành. Thưa sư phụ, vậy phải làm sao mới không tiếp tục luân hồi đau khổ? Người ta chẳng biết lúc nào mình chết, cho nên phải mau gấp tu hành xuất gia để liễu sinh tử. Tại gia cưới vợ sinh con cũng có thể tu, nhưng đương nhiên đời sống xuất gia ít chướng ngại hơn. Vậy con muốn xuất gia tu liễu sinh tử, sư phụ có thu nhận con không? Ta đợi câu nói này của con từ rất lâu lắm rồi. Hòa thượng Diệu Pháp kể tiếp. Cậu bé đó, sau khi làm sa di rồi, quyết tâm đời này tu thoát tam giới, dụng công hết sức gian khổ, nhưng mới được mấy năm thì mắc bệnh lìa đời, tâm nguyện thực hiện chưa tròn. Nhiều năm trôi qua, cho đến hiện tại, cậu sinh vào thế giới này, đáng lý phải tiếp tục xuất gia cho tròn tâm nguyện quá khứ. Nhưng trong tiền kiếp, hồi chưa xuất gia, cậu từng nhen nhúm nhiều ước mơ khác nữa, và những hạt giống tư tưởng đó, đời nay, đã trổ thành quả. Phần con chó vàng, nhờ đời trước có công coi nhà hộ chùa, nên nó cũng chuyển lên cõi người, tái sinh làm một cô gái mỹ lệ. Hơn nữa, vì ứng với lời nguyện của cậu mồ côi kia, nên đời này nó kết duyên làm vợ cậu. Kể đến đây, Hòa thượng Diệu Pháp mỉm cười, hỏi Nghiêm cư sĩ. Ông biết ta nói ai rồi chứ? Nghiêm cư sĩ hưng phấn gật đầu, hồi đáp. Dạ tôi biết, sư phụ vừa nói là con đã biết rồi. Vợ con có một nốt ruồi ở đuôi lông mày á. Hòa thượng bảo.
ông sở dĩ đời này có được phước báo là do nhân thiện đời trước dốc hết sức lực cống hiến cho chùa. Còn chuyện nhức đầu, chỉ cần ông xuất gia thì khỏi ngay. Đôi chân ông đau là do trong thời gian làm việc đã tặng quà, nhận quà hối lộ mà tạo thành nghiệp chướng, cộng thêm nhiều tội nặng chèo kéo theo, làm sao mà có thể bước đi dễ dàng được. Nói xong, hòa thượng tỏ dấu chào khách. Nếu ông thực tâm sám hối các tội nghiệp, thì bệnh sẽ dứt. Ta hơi mệt rồi, hãy để quả khanh lo cho ông dùng cơm. Những gì cần nói ta đều báo cho ông biết hết cả. Đã đáp ứng cho ông mãn nguyện rồi, phần ông muốn làm gì là việc của ông. Nghiêm cư sĩ vội đảnh lễ bái tạ và thưa. Con rất đội ơn hòa thượng đã khai thị, chuyện xuất gia con sẽ suy nghĩ. Rốt cuộc, Nghiêm cư sĩ có xuất gia hay chăng? Điều này tuyệt chẳng quan trọng. Hiện nay, chẳng phải người ta ai cũng ham phát tài giàu có sao? Tôi ghi câu chuyện này ra là muốn chia sẻ, bắt mọi người con đường làm giàu, đó là in kinh, hoằng pháp, cúng dường Phật, pháp, tăng. Bất kể bạn gặp duyên tốt đến đâu, nếu bản thân không gieo nhân, thì chẳng thể gặt quả, giống như bạn không trồng trọt, thì dù có ban cho bạn vùng đất màu mỡ đến mấy, bạn cũng không thể thu hoạch được gì. Để thu hoạch được gì? 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 Để thu hoạch